quý vị, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục phần thi tiếp theo của cuộc thi tư vấn sản phẩm xuất sắc năm 2017. Được rồi, ăn trưa quý vị có ngon miệng không ạ? Ngon đúng không ạ? Ngon xong bây giờ, ngon xong bây giờ chúng ta lại phải làm gì nữa? Ngủ ấy ạ? Nhưng mà tôi nghĩ là cái phần thi tiếp theo ở trên sân khấu này quý vị sẽ không ngủ được đâu ạ. Ngay tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi cực kỳ hấp dẫn ngay cần, đó chính là phần thi đồng đội. 18 thí sinh của chúng ta sẽ được chia làm 3 đội. Quý vị nhìn lên trên màn hình, 3 đội. Đội bứt phá gồm thí sinh đến từ Honda Auto Tây Hồ, Cộng Hòa, Đà Nẵng, Nha Trang, Bắc Ninh và Bình Dương. Đội HVN 5 Star, thí sinh đến từ Honda Auto Mỹ Đình, Kim Thành, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Long Biên và Cần Thơ. Cuối cùng là đội đoàn kết, thí sinh đến từ Honda Auto Giải Phóng, Phước Thành, Vinh, Biên Hòa, Hải Phòng và Việt Trì. Ngay sau đây, tôi xin kính mời ba đội trưởng của ba đội chúng ta sẽ lên sân khấu để bốc thăm số thứ tự thi. Xin mời. Các cổ động viên đâu rồi ạ? Ăn xong no rồi, ngủ hết rồi ạ? Đội chúng tôi là đội bứt phá, số thứ tự là số 2. Bứt phá số thứ 2. Đội HVN 5 Star number 1. HVN 5 Star số 1. Và đội số 3 là đội đoàn kết của chúng tôi với số 3. Tôi xin tổng kết lại, đội FGN 5 Star sẽ mang số tự thi là số 1, đội bứt phá sẽ có số tự thi là số 2 và đội đoàn kết sẽ có số tự thi là số 3. Sau đây tôi xin mời ba đội trưởng chúng ta trở lại chỗ ngồi và mời quý vị chúng ta cùng hướng lên trên sân khấu để xem phần hướng dẫn của hạng mục thi đồng đội. Mục thi đồng đội của chúng ta sẽ có 3 lượt thi. Và khi nãy tôi nói là đây là một phần thi rất hấp dẫn và ngay cần đúng không? Không ngủ được đâu vì hình thức thi sẽ là hình thức đối kháng. 3 lượt thi trong một lượt sẽ có 2 đội tham gia. Một đội sẽ đóng vai trò là tư vấn sản phẩm, đội còn lại sẽ đóng vai trò là khách hàng. Mỗi đội sẽ phải tham gia 2 lượt với 2 vai trò khác nhau. Qua hai lượt thi với hai vai trò khác biệt, ban tổ chức mong muốn thấy được sự linh hoạt của các thí sinh. Qua đó, với việc đặt mình vào vai trò khách hàng, hiểu được mong muốn của khách hàng, thì có thể thỏa mãn được những thực tế của chúng ta một cách hoàn hảo nhất. Và hãy đối xử với người khác như mình mong muốn đối xử. Đề bài các tình huống sẽ do ban tổ chức đưa cho hai đội. Đội tư vấn sản phẩm và đội khách hàng sẽ nhận yêu cầu riêng biệt cho mỗi một tình huống. Các đội sẽ cần phải đóng vai để giải quyết tình huống đó. Tổng thời gian trong một lượt thi sẽ là 15 phút, gồm 5 phút chuẩn bị và 10 phút đóng vai giải quyết tình huống. Điểm cho phần thi này tối đa là 25 điểm. Trong đó, điểm đội, điểm thi đồng đội sẽ bằng điểm tổng của 2 lượt thi. Với các hạng mục đánh giá, về vai tư vấn sản phẩm sẽ đánh giá đặc biệt về kỹ năng làm việc nhóm, thứ hai là kỹ năng giải quyết vấn đề, và thứ ba là khả năng thuyết phục. Còn đối với đội mang vai trò khách hàng, đội khách hàng sẽ phải thực hiện theo đúng yêu cầu của ban tổ chức, và nếu đội khách hàng không thực hiện theo đúng hướng dẫn thì chúng ta sẽ bị trừ điểm và tối đa là 5 điểm.
phần này sẽ do Honda Việt Nam chọn. Ban giám khảo của phần thi này sẽ là ban lãnh đạo của đại lý gồm các vị giám đốc đại lý và giám đốc bán hàng, tỷ trọng điểm 50%, và ban giám khảo từ công ty Honda Việt Nam, tỷ trọng điểm 50%. Với mỗi một lượt thi thì chỉ được tối đa là 3 thành viên, xin nhắc lại là 3 thành viên trực tiếp tham gia giải quyết tình huống. Tuy nhiên thì cả đội cũng sẽ cùng bàn luận để đưa ra cách giải quyết và bàn luận đó trong 5 phút chuẩn bị nhé. Và nếu như cần hỗ trợ thì chỉ các thành viên trên sân khấu để hỗ trợ tư vấn cho nhau. Lưu ý, các ban lãnh đạo, các đại lý sẽ không được đánh giá phần thi của đội tư vấn sản phẩm đến từ đại lý của mình. Thứ hai là các tình huống có thể kết thúc mở, ban giám khảo đánh giá quá trình tương tác. Thứ ba là chúng ta không được phép thay đổi vai trò đội tư vấn sản phẩm và đội khách hàng trong quá trình diễn ra phần thi. Tiếp theo, đội tư vấn sản phẩm sẽ phân công 2 tư vấn sản phẩm và 1 trưởng nhóm, và trưởng nhóm sẽ là chức vụ cao nhất, không được có chức vụ cao hơn. Và sau 2 lượt thi thì vai chính của chúng ta sẽ phải luân phiên giữa các thành viên trong đội. Tức là ví dụ như ở đội đoàn kết chẳng hạn, nếu 3 người là anh, 3 người là anh Hộ, chị Thư và anh Đạt ở lượt thi đầu tiên đã đóng vai trò là tư vấn sản phẩm, thì sang lượt thi thứ 2 thì sẽ là anh Tuấn, anh Minh và anh Thọ đóng vai trò khách hàng ở lượt thi thứ 2. Anh chị đã hiểu rõ chưa? Và sau đây, để các anh chị có cái nhìn cụ thể hơn về phần thi, ban tổ chức đã chuẩn bị đề thi mẫu, và phần thi này sẽ em do đội thi là giảng viên. Xin mời đội giảng viên chúng ta lên đặt phần thi mẫu. Các anh chị khi lên trên sân khấu để thực hiện phần thi, chúng ta sẽ ngồi ở 2 bàn ở phía dưới sân khấu này, đội tư vấn sản phẩm và đội khách hàng. Sau đây, tôi xin mời đội trưởng đội tư vấn sản phẩm và đội trưởng đội khách hàng chúng ta sẽ lên sân khấu nhận yêu cầu từ ban tổ chức. Trên tay tôi chính là yêu cầu của ban tổ chức cho phần thi mẫu vẫn còn nguyên niêm phong. 2 gen 3 sẽ xác nhận giúp tôi là đề phần nguyên niêm phong. Xác nhận phần nguyên ạ. Xác nhận phần nguyên. Sau đây tôi xin phép sẽ bóc đề thi. Đề thi phần thi mẫu của chúng ta cho phần đồng đội sẽ là, xin mời. Với bối cảnh hôm nay là ngày trực showroom của bạn, 2 khách hàng để xem xe CRV 2.4 ATTG, một khách hàng rất thích xe, và tình huống xảy ra đó là khách hàng có nhu cầu mua xe CRV 2.4 TG, tuy nhiên đại lý không còn tồn kho. Bạn sẽ giải thích và thuyết phục khách hàng như thế nào? Và đây, sau đây tôi sẽ đưa yêu cầu cho 2 đội trưởng. Hai đội trưởng sau khi đã xem được yêu cầu và nắm rõ về yêu cầu sẽ gửi lại yêu cầu cho ban tổ chức. Xin mời 2 đội trưởng. Sau đây chúng ta sẽ đến với thời gian dành cho các đội để chuẩn bị. Thời gian chuẩn bị dành cho các đội
bắt đầu. Các đội thi phía sau, các bạn cố gắng tập trung vào những cái
ý kiến của khách hàng và giải quyết tốt. Bên cạnh đó thì các bạn lưu ý tinh thần là việc tiếp quốc để chúng ta có thể đạt được cái kết quả cao nhất. Chúc các bạn luôn luôn có kết quả cao nhất. Xin hẹn. Xin cảm ơn đội liên bang. Vừa rồi là phần thi mẫu của ban tổ chức. Các thí sinh, các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Xin hỏi là các anh chị còn thắc mắc gì không ạ? Nếu không còn thắc mắc nào nữa, chúng ta sẽ đến ngay với lượt thi đầu tiên của đội có số thứ tự 1 và đội có số thứ tự 2. Xin mời hai đội. Đội số thứ tự 1 sẽ mang vai trò là tư vấn sản phẩm và đội số thứ tự 2 mang vai trò là khách hàng. Các anh chị nhanh chóng đến chỗ ngồi. Sau đây, tôi xin mời đội trưởng của hai đội chúng ta sẽ lên sân khấu để nhận yêu cầu từ ban tổ chức. Xin mời hai đội trưởng. Trên tay tôi chính là đề thi số 1 của phần thi đồng đội. Vẫn còn nguyên niêm phong. Xin mời hai thí sinh xác nhận. Còn nguyên niêm phong. Xin cảm ơn. Sau đây chúng tôi sẽ bóc niêm phong và sẽ công bố đề. Và đề số 1 của phần thi đồng đội chính là, xin mời. Với bối cảnh hôm nay là ngày trực sâu cung của bạn và một đồng nghiệp có điện thoại và đi ra ngoài đúng lúc có hai khách hàng trẻ tới xem xe. Tình huống xảy ra sau khi được giới thiệu với xe, hai khách hàng đều đánh giá xe Civic 1.5 VTEC Turbo hấp dẫn và nhiều tính năng. Tuy nhiên, khách hàng thấy Mazda 3 2.0 mới ra mắt cũng được trang bị thêm nhiều tính năng như Civic có giá rẻ hơn. Bạn chưa nắm được những điểm thay đổi trên Mazda 3 2.0 mới. Bạn sẽ giải thích và thuyết phục khách hàng như thế nào? Sau đây tôi sẽ đưa yêu cầu cho hai đội trưởng. Vậy là hai đội trưởng đã nhận được yêu cầu từ ban tổ chức. Sau đây chúng ta sẽ đến với 5 phút chuẩn bị dành cho hai đội. Bắt đầu.
Xin mời đại diện của hai đội chúng ta sẽ lên sân khấu. Và trước khi hai đội chúng ta bắt đầu thi đấu đội, tôi xin có một chút lưu ý. Nhất, đội thi khách hàng. Đối với đội thi khách hàng, chúng ta sẽ được chốt điểm của ban giám khảo Anh Nam Việt Nam ngay sau phần thi của mình để xem chúng ta có bị trừ điểm hay không. Ngoài ra thì điều thứ hai, đây là phần thi đồng đội, vì vậy không phải cứ là người thực hiện vai chính sẽ đánh giá điểm cao hơn. Trong phần thi này, chúng tôi sẽ đánh giá về khả năng làm việc nhóm của anh chị, khả năng kết hợp. Xin mời đại diện của hai đội chúng ta lên sân khấu để bắt đầu phần thi. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Hai đội đã sẵn sàng. Vậy 10 phút cho phần giải quyết tình huống bắt đầu. Biết là cái này có tính năng gì mà nó trội thôi.
đưa dòng Mazda 3 mới thì em xin phép được cả. Cái đầu tiên á là về cái nguồn gốc xe thì xe Mazda 3 là lắp ráp ở trong nước, trong khi xe tụi em xe nhập khẩu thì anh biết cái chất lượng thì nó cũng sẽ vượt trội hơn. Cái thứ hai là cái thiết kế của em là hoàn toàn mới, hướng về giới trẻ rất là năng động và độc đáo, có thiết kế là phá cách. Dạ. Tiếp đến nữa là về khả năng vận hành thì nói 2.0 anh thấy cái Mazda 3 thì nó rất là thể thao. Dạ. Anh em mình chạy mình thấy cũng nó rất là thể thao. Dạ. Bên em nó sẽ lấy thử luôn thôi anh. Dạ. Nó vừa thể thao này, nó lại nhiều tính năng nữa. Dạ vâng, để mà trải nghiệm rõ hơn đó, là tụi em điểm mạnh nhất ngoài việc thiết kế thì khả năng vận hành của tụi em là một cái điểm rất là mạnh. Lý do là tụi em sử dụng động cơ hoàn toàn mới 1.5 nhưng mà sử dụng công nghệ là động cơ tăng áp turbo thôi. Có nghĩa là nó cho cái công suất ngay cái máy 2.4 170 mã lực. Trong khi đó thì cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu chỉ dư cái máy 1.5. Dạ. Đó là cái điều mà khách hàng luôn muốn hướng tới là vừa tiết kiệm mà vừa mạnh mẽ. Dạ, thì nó đáp ứng được. Trong khi phiên bản kia là công nghệ hiện tại là 2.0 thì vẫn chưa có thuộc vô ha. Dạ. Tiếp nữa là nó có một số các trang thiết bị, ví dụ như hệ thống là brake hold và hỗ trợ dừng đổ phanh. Dạ. Cũng như là những cái kết nối rất là thông minh với điện thoại. Dạ. Có thể là định vị dẫn đường. Rồi cái đó thì anh cũng có tìm hiểu qua. Thì trên Mazda 3 thì nó cũng trang bị đầy đủ hết. Và hình như nãy qua thấy là xem cái đèn của nó còn lại gật gù mà còn liếc, đánh lái còn liếc nữa. Là anh là thích nhất điểm đó của một Mazda điều đêm đó, nó là an toàn hơn nhiều. Vâng, dạ, vâng, cảm ơn anh. Thứ nhất là em xin ghi nhận ý kiến của anh, nhưng mà ở đây với thiết kế của em là full LED ở phía trước. Dạ. Và có thêm hai cái đèn ở bên hông để vị trí. Thì thiết kế là phá cách rất là đẹp thưa anh. Dạ. Để mà em mời anh ra xem anh sở thích nhận. Bây giờ là con xe buýt này thì giá nó là sao em? Dạ, vừa qua thì qua ngày 8 tháng 8 á, thì là nó có một cái đợt giảm giá 52 triệu. Lúc trước thì giá xe tới 950 triệu là, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn có 898 triệu thôi ạ. Giá cao hết. Cao là bao luôn. Dạ, như em nói anh đó, lý do giá nó cao là một phần vì đây là xe nhập thôi ạ. Dạ. Anh có thể kiểm tra về cái những cái thiết kế cũng như là cái em có xe lấy thử luôn thôi. Giá này cao quá. Anh định mua lên tầm cỡ 800 thôi. Còn sao có giấy tờ con này nó phải tầm cả tí rồi đúng không? Hơi quá rồi. Bên em có hỗ trợ cả ngân hàng đó. Quan trọng nhất là anh thích chiếc xe đó thì mình có thể là kiếm những cái phương án để mình giải quyết vấn đề đó. Ngân hàng thì được nào cũng trả. Giờ là anh tính 800 mấy nhưng mà anh tính ngân hàng không có rồi. Tại giờ có tới 200 mấy rồi. Bây giờ đáng hơn nữa chắc chắn không nổi luôn. Dạ vâng. Thì hiện tại hôm nay em đã hỗ trợ cái giá rất là tốt rồi đó thưa anh. Dạ. Với những cái tính năng mà em vừa kể trên á, thì là nó sẽ về cái phần vận hành về sau sẽ giúp anh tiết kiệm được cái chi phí. Dạ. Trong em, anh thấy cái xe này á, giá nó mà tính năng nó lại không bằng con Mazda 3 thì hiện tại xe mình có thể từ buổi trước thì nó cảm biến gặp mưa, khả năng là cảm biến ánh sáng. Thôi bây giờ tại vì cái mẫu này mẫu cũng mới cũng thích, nên là nếu mà con này mà giảm giá ngang Mazda 3 luôn á là lấy con này không lấy Mazda 3. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, em xin giới thiệu đây là trưởng nhóm của bên em ạ. Dạ. Có ngồi trong để ý câu chuyện của cảm giác người ba thì cũng được biết là cái nhu cầu của anh tương đối là xe xe buýt rồi, nhưng còn một vài cái băn khoăn là không biết là nó có cái gì vượt trội hơn Mazda 3 mà giá nó lại cao hơn đúng không? Thì em xin phép được hỗ trợ thêm chút để giải đáp một vài cái câu hỏi thắc mắc của các anh để phân tích cho các anh biết là tại sao xe xe buýt thì có những cái ưu điểm nào mà giá lại cao hơn Mazda 3 và cũng muốn là để cho anh có thể là hoàn toàn thuyết phục xin biết cơ là trước hết là em xin mời anh đang di chuyển tới đường xe đây. Đầu tiên là các anh để ý cái thiết kế rồi, thiết kế thì chắc là hợp với tuổi của các anh và rất là trẻ, thể thao và
cái ưu điểm về công nghệ thì anh có thể nhìn ngay hệ thống đèn LED. Và lại anh có thắc mắc là anh thấy cái đèn của Mazda 3 nó có bắn liếc nên là nó ưu việt hơn đúng không anh? Thực ra là anh không lo lắng đâu ạ. Xe buýt của bên em đã được trang bị hệ thống đèn full LED rồi. Nó cho giảm sáng tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chính vì thế nên là không cần phải bắn liếc như Mazda 3 cùng với cái công nghệ đèn xenon nữa. Và để giải quyết được vấn đề cho anh rồi đúng không ạ? Theo thì ở phía đầu này, đây em mời anh xem cái công nghệ về động cơ. Động cơ của xe buýt cũng là một cái ưu điểm mà hiện tại rất là nổi trội của dòng xe này. Động cơ 1.5 được trang bị turbo. Thì hiện tại là do là động cơ mặc dù chỉ dung tích chỉ 1.5 thôi. Đấy, nhưng anh xem được rồi, cái đó là anh cũng biết rồi. Em bên gì anh? Đúng rồi, thì cái đó nãy nghe bạn Liên mình tư vấn là em nắm được rồi. Nhưng mà quan trọng bây giờ là anh thích thích rồi, nhưng mà giờ cái giá nữa này. Bây giờ quan trọng giờ cái giá nữa em bắt đầu bàn thôi. Chứ còn bánh này giờ là anh không có nhiều thời gian như thế nữa. Nên là quan trọng về cái giá là em báo cho anh giờ nghe bắt đầu bàn thì hôm nay cũng thường lái xe luôn. Lái luôn chuyến này cũng được. Hôm nay tốt ngày, máy em đi con xe nó mua luôn. Anh ơi, cái câu chuyện về giá thì như ban nãy Liên đã chia sẻ với anh rồi. Thì tại sao xe Civic có cái mức độ mức giá cao hơn Mazda 3? Mặc dù là xe Civic là phân khúc hạng C, nhưng hiện tại xe Civic có rất nhiều các ưu điểm vượt trên phân khúc hạng C của nó. Thế Mazda 3 đâu cũng kém gì đâu. Dạ. Như cái mà em vừa chia sẻ thì là Civic đang có ưu điểm hơn đúng không anh? Thứ nhất là em mới chia sẻ được anh với hệ thống đèn này, động cơ này. Ngoài ra thì em mời anh xem bên trong nhé. Em đi xe bên trong cũng rất đẹp. Nếu mà về trải nghiệm á, mình có thể lái thử xe luôn ha. Mình có xe lái thử, không biết anh có may bằng hay không ạ? Có. Đúng rồi đấy anh. Anh nên lái thử đi, anh nên lái thử thì anh sẽ quyết định nó dễ hơn đấy. Đây, chủ yếu cái giá. Quan trọng là vì giá xe có giảm được hơn. Theo em như này, giá xe thì nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng và các cái quá những gì mà cái chiếc xe đó mang lại cho khách hàng đúng không? Xe này nó mang lại nhiều lợi ích cho anh hơn là Mazda 3 thì chắc chắn giá phải cao hơn Mazda 3, đó là điều hiển nhiên. Em rồi, nghĩ là như thế. Rồi, anh nên cân nhắc điều đó. Rồi bây giờ thì con xe buýt này là bên giá là bao nhiêu? Bây giờ là đây hiện tại đang giá là giá được bao nhiêu? Bây giờ là quan trọng là giảm bao nhiêu thôi, giảm giá bao nhiêu thôi. À. Dạ, tụi em vừa có một đợt giảm giá thì tốt luôn là 52 triệu thôi anh. Bây giờ nhìn cho nhanh em, giảm hơn một chút xíu nữa được không? Thì đặt cọc luôn, lấy luôn. Để em có thể hỏi ý kiến của lãnh đạo là sẽ bán thành công này. Bây giờ nếu mà chiếc này thì anh tính toán rồi. Bây giờ là chiếc này mà giảm mấy chục. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần xác nhận cái yêu cầu của khách hàng, xem đội 2 vừa rồi chúng ta có làm đúng yêu cầu của ban tổ chức hay không. Và yêu cầu phần vừa rồi với đội khách hàng chính là yêu cầu thứ nhất, khách hàng 1 sẽ đưa ra điểm nổi trội xe Mazda 3 2.0 mới khen. Khách hàng 2 sẽ chê xe Civic giá đắt. Và yêu cầu thứ hai, khách hàng 2 nếu được giảm giá bằng Mazda 3 2.0 sẽ tăng cọc luôn. Và sau đây tôi xin mời ban giám khảo của công ty Honda Việt Nam, chúng ta sẽ xác nhận phần điểm cho đội khách hàng. Các bạn giám khảo, tôi sẽ xác nhận đội đóng vai khách hàng đã làm đủ hai yêu cầu của ban giám khảo. Vì thế mà đội thứ hai chúng ta không bị chỉnh điểm nào. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với lượt thi thứ hai. Xin mời đội 1 của đội SVN 5 Star chúng ta trở lại vị trí. Bứt
phá chúng ta sẽ chuyển qua là quay về với sản phẩm. Và xin mời đội 3, đội đoàn kết chúng ta lên sân khấu. Các cổ động viên đâu rồi nhỉ? Sau đây tôi xin mời hai đội trưởng của hai đội chúng ta cùng lên sân khấu nhận yêu cầu từ ban tổ chức. Trên tay tôi chính là đề thi số 2 của phần thi đồng bộ và các phần nguyên niêm phong. Xin mời hai đội trưởng chúng ta xác nhận. Xác nhận niêm phong. Xác nhận phần nguyên niêm phong. Tôi sẽ xin phép được gỡ mình niêm phong ra. Đây chính là đề phần thi luật thi số 2. Với bối cảnh là hai khách hàng cùng vào showroom xem xe CRV 2.4 ATTG, tình huống đặt ra là sau khi đã được giới thiệu với xe CRV 2.4 ATTG, một khách hàng rất thích. Mặc dù ngày 8/8 Honda mới điều chỉnh giá bán, khách hàng đi cùng lại chê giá của xe cao. Khách hàng nghe nói năm 2018 giá xe sẽ thấp hơn giá hiện tại từ 15-30% nhờ việc giảm thuế. Khách hàng khuyên bạn mình nên chờ đến năm 2018 để được mua xe giá rẻ hơn. Vậy bạn sẽ giải thích và thuyết phục khách hàng như thế nào? Sau đây hai đội trưởng sẽ nhận yêu cầu từ ban tổ chức. Hai đội trưởng đã trở lại với đội của mình và 5 phút dành cho phần chuẩn bị bắt đầu. Xin mời đại diện của hai đội chúng ta sẽ lên sân khấu. Và trước khi hai đội chúng ta bắt đầu phần thi đồng đội, tôi xin có một chút lưu ý. Nhất, đội thi khách hàng. Đối với đội thi khách hàng, chúng ta sẽ có chốt điểm của ban giám khảo Honda Việt Nam ngay sau phần thi của mình để xem chúng ta có bị trừ điểm hay không. Ngoài ra thì điều thứ hai,
đây là phần thi đồng đội. Vì vậy không phải cứ là người thực hiện tài chính sẽ đánh giá điểm cao hơn. Trong phần thi này chúng tôi sẽ đánh giá về khả năng làm việc nhóm tài chính, khả năng kết hợp. Xin mời đại diện của hai đội chúng ta lên sân khấu để bắt đầu phần thi. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai đội đã sẵn sàng. Vậy 10 phút cho phần giải quyết tình huống bắt đầu. Dạ cao hết. Cao là 3 luôn.
như em nói anh đó, lý do giá nó cao hơn một phần vì đây là xe nhập thôi anh. Dạ. Yeah. Anh có thể kiểm tra về cái những cái thiết kế cũng như là cái tính năng gì vậy? Em có xe lấy thử luôn hả? Giá này cao quá. Anh định mua lên tầm cỡ 800 thôi, chứ còn sao có giấy tờ của này nó phải tầm cả tỷ rồi đúng không? À, hơi quá rồi. Bên em có hỗ trợ cả ngân hàng đó. Quan trọng nhất là anh thích chiếc xe đó thì mình có thể là kiếm những cái phương án để mình giải quyết vấn đề đó. Ngân hàng thì được nào cũng trả. Giờ là anh tính 800 mấy nhưng mà anh tính ngân hàng không có rồi. Tại giờ có tới 200 mấy rồi. Mà giờ bán hơn nữa chắc chắn không nổi luôn. Dạ vâng. Thì hiện tại hôm nay đã hỗ trợ cái giá rất là tốt rồi đó thưa anh. Dạ. Với những cái tính năng mà em vừa kể trên á thì là nó sẽ về cái phần vận hành về sau sẽ giúp anh tiết kiệm được chi phí. Dạ. Trung ơi, anh thấy cái xe này á giá nó mà tính năng nó lại bằng con Mazda 3 thì hiện tại xe ừ thôi bây giờ tại vì cái mẫu này mẫu mới cũng thích nên là nếu mà con này mà giảm giá ngang Mazda 3 luôn á là lấy con này không lấy Mazda 3. Xin cảm ơn mọi người. Em xin giới thiệu đây là trưởng nhóm của bên em ạ. Có ngồi trong cái gì câu chuyện của cảm giác người ba thì cũng được biết là cái nhu cầu của anh tương đối là xe xin mít rồi, nhưng còn một vài cái băn khoăn là không biết là nó có cái gì vượt trội hơn Mazda 3 mà giá nó lại cao hơn đúng không? Thì em xin phép được hỗ trợ thêm một chút để giải đáp một vài cái câu hỏi thắc mắc của các anh để phân tích cho các anh biết là tại sao xe xin mít thì có những cái ưu điểm nào giá lại cao hơn Mazda 3 và cũng muốn là để cho anh có thể là hoàn toàn thuyết phục xin biết hơn ạ. Trước hết là em xin mời anh Thanh di chuyển đến đầu xe. Đầu tiên là các anh để ý cái thiết kế rồi. Thiết kế thì chắc là hợp với tuổi của anh và rất là trẻ, thể thao. Và cái ưu điểm với công nghệ thì anh có thể nhìn ngay hệ thống đèn LED. Mà lại anh có thắc mắc là anh thấy cái đèn của Mazda 3 nó có mắt liếc nên là nó ưu việt hơn đúng không anh? Thực ra là anh không lo lắng đâu. Xe Civic của bên em đã được trang bị hệ thống đèn full LED rồi. Nó cho giảm sáng tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chính vì thế nên là không cần phải mắc liếc như Mazda 3 cùng với cái công nghệ đèn xenon nữa. Và để giải quyết được vấn đề cho anh rồi đúng không ạ? Theo thì ở phía đầu này, ở đây em mời anh xem cái công nghệ về động cơ ạ. Động cơ của Civic cũng là một cái ưu điểm mà hiện tại rất là nổi trội của dòng xe này. Động cơ 1.5 được trang bị turbo. Thì hiện tại là do là động cơ mặc dù chỉ dung tích chỉ 1.5 thôi đấy, nhưng anh xem được rồi, cái đó là anh cũng biết rồi em tên gì anh? Em tư dụng à đúng rồi, thì cái đó nãy nghe bạn Liên mình có tư vấn là em nắm được rồi, nhưng mà quan trọng bây giờ là anh thích là thích rồi, nhưng mà giờ cái giá nữa này, bây giờ quan trọng giờ cái giá nữa, em bắt đầu bàn thôi, chứ còn bánh này bây giờ là anh không có nhiều thời gian như thế nữa, nên là quan trọng về cái giá là em báo cho anh giờ nghe Mazda 3 thì hôm nay em có lái xe luôn, lái luôn chiếc này cũng được. Hôm nay tốt ngày mấy anh em đi qua xe nó mua luôn. Anh ơi, cái câu chuyện về giá thì như ban nãy Liêm đã chia sẻ với anh rồi, thì tại sao xe Civic có cái mức độ mức giá cao hơn Mazda 3? Mặc dù là xe Civic là phân khúc hạng C, nhưng hiện tại xe Civic có rất nhiều các ưu điểm vượt trên phân khúc hạng C của nó. Thế Mazda 3 đâu kém gì đâu? Dạ. Như cái mà em vừa chia sẻ thì là Civic đang có ưu điểm hơn đúng không anh? Thứ nhất là em mới chia sẻ được anh với hệ thống đèn này, động cơ này. Ngoài ra thì em mời anh xem bên trong nhá. Anh biết xem bên trong cũng rất đẹp. Nếu mà về trải nghiệm á, mình có thể lái thử xe luôn ha. Mình có xe lái thử, không biết anh có may mắn hay không ạ? Có. Đúng rồi đấy anh. Anh nên lái thử đi, anh nên lái thử thì anh sẽ quyết định nó dễ hơn đấy. Đây, chủ yếu cái quan trọng là vì giá xe có giảm được hơn theo em như này, giá xe thì nó sẽ phụ thuộc vào chất lượng và các cái quá những gì mà cái chiếc xe đó mang lại cho khách hàng đúng không? Xe này nó mang lại nhiều lợi ích cho anh hơn là Mazda 3 thì chắc chắn giá phải cao hơn Mazda 3, đó là điều hiển nhiên. Em nghĩ là như thế rồi. Anh nên cân nhắc điều đó. Rồi bây giờ thì con Civic này là mình giảm là bao nhiêu, bây giờ là đang hiện tại đang giảm giá là giảm được bao nhiêu?
tầm rơi vào khoảng tầm 2 triệu đó lại. Đó, mình có thể tính ra được tầm khoảng bao nhiêu. Bây giờ quan trọng là giảm bao nhiêu thôi, giảm giá bao nhiêu thôi. À. Dạ, tụi em vừa có cái đợt giảm giá tốt luôn là 52 triệu thôi anh, như thế này. Nhìn cho nhanh em, giảm hơn một chút xíu nữa được không? Thì đặt cọc luôn, em lấy luôn. Để em có thể hỏi ý kiến của lãnh đạo làm sao có khả năng này. Bây giờ nếu mà chiếc này thì anh tính toán rồi, bây giờ là chiếc này mà giảm mấy chục. Xác nhận cái yêu cầu của khách hàng, xem đội 2 vừa rồi đã có làm đúng yêu cầu của ban tổ chức hay không. Và yêu cầu phần vừa rồi với đội khách hàng chính là yêu cầu thứ nhất, khách hàng 1 sẽ đưa ra tiền đổi trội sẽ mắc là 3.2.0 mới khen. Khách hàng 2 sẽ chê xe Civic giá đắt. Và yêu cầu thứ hai là khách hàng 2 nếu được giảm giá bằng cái mắt ta ba ngay trận công sẽ đặt cọc luôn. Và sau đây tôi xin mời ban giám khảo của công ty Honda Việt Nam, chúng ta sẽ xác nhận phần điểm cho đội khách hàng. Xin mời ban giám khảo tôi sẽ xác nhận đội đóng vai khách hàng đã làm đủ hai yêu cầu của ban giám khảo, vì thế mà đội thứ hai chúng ta không bị chuyển nào. Tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với lượt thi thứ hai. Xin mời đội 1 và đội SVN Five Star chúng ta trở lại vị trí. Đội bứt phá chúng ta sẽ chuyển qua và quay tư vấn sản phẩm. Và xin mời đội 3, đội đoàn kết chúng ta lên sân khấu. Các cổ động viên đâu rồi nhỉ? Sau đây tôi xin mời hai đội trưởng của hai đội chúng ta cùng lên sân khấu nhận yêu cầu từ ban tổ chức. Trên tay tôi chính là đề thi số 2 của phần thi đồng bộ và các phần nguyên niêm phong. Xin mời hai đội trưởng chúng ta xác nhận. Xác nhận niêm phong. Xác nhận phần nguyên niêm phong. Tôi sẽ xin phép được gỡ mình niêm phong ra. Đây chính là đề phần thi lượt thi số 2. Với bối cảnh là hai khách hàng cùng vào showroom xem xe CRV 2.4 ATTG, tình huống đặt ra là sau khi đã được giới thiệu về xe CRV 2.4 ATTG, một khách hàng rất thích. Mặc dù ngày 8/8 Honda mới điều chỉnh giá bán, khách hàng đi cùng lại chê giá của xe cao. Khách hàng nghe nói năm 2018 giá xe sẽ thấp hơn giá hiện tại từ 15% cho tới 30% nhờ việc giảm thuế. Khách hàng khuyên bạn mình nên chờ đến năm 2018 để được mua xe giá rẻ hơn. Vậy bạn sẽ giải thích và thuyết phục khách hàng như thế nào? Sau đây hai đội trưởng sẽ nhận yêu cầu từ ban tổ chức. Hai đội trưởng đã trở lại với đội của mình và 5 phút dành cho phần chuẩn bị bắt đầu.
hết thời gian chuẩn bị. Xin mời đại diện của hai đội chúng ta lên sân khấu chuẩn bị cho phần thi. Thì thủy nhập khẩu giảm 13%
muốn chính cái này nó để muốn nhập khẩu với một tỷ thì nó giảm điều bây giờ ông bây giờ ông xin phép anh ạ, cho em nhắc lời các anh tí ạ. Thì như thông tin đại chúng thì chắc mấy anh cũng rõ hết rồi, thì về thuế so với lại năm 2017 và năm 2018 thì thông tin là giảm thuế cho cái dòng xe nhập. Tuy nhiên dòng xe của mình là Honda CR-V phiên bản lắp ráp tại Việt Nam thì sẽ không bị chịu về cái vấn đề là thuế giảm thuế nhập. Và như chúng ta được biết là đường xá ở Việt Nam về các cái công trình giao thông thì càng ngày nó lượng xe cộ lưu thông nó càng nhiều, cho nên về vấn đề mà xe mà sử dụng nhiều thì nó sẽ càng càng khó, cho nên là về giá nếu mà có giảm thuế đi chăng nữa thì nhà nước cũng sẽ điều chỉnh một cái khung nào đó thuế phí gì đó để mà bù lại cái phần đó. Hiểu này. Bây giờ anh cũng thừa biết chiếc xe của mình về đến đây, đúng không? Đâu phải là chịu có lợi thế đó không, mà xe mình sẽ lắp ráp không ảnh hưởng tới thuế nhập khẩu nhiều đâu anh, đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ chiếc xe của mình ra mình chịu rất là nhiều lợi thuế này, thuế cái xe nhập khẩu nhé. Bây giờ xe lắp ráp thì xe đóng được mà giá cả nó lẫn nhau nên chỉ mới xe nhập khẩu. Tôi chưa đi xe bao giờ, may nhất định phải nhờ ba ông ấy đi cùng tư vấn cho tôi lấy được cái xe hàng không. Thế theo anh là năng mình mua xe nhập khẩu không? Nhập khẩu thôi. Dạ, xin phép của em nói như thế này. Bây giờ với công nghệ hiện đại bây giờ thì đối với dòng xe Honda, anh cũng biết là xe CR-V mình đó là lý do tại sao 4 năm trên xe CR-V của mình đã bán chạy nhất trên thế giới rồi. Với lại bây giờ em nói về vấn đề đợi tới năm 2018 nào, các anh đợi thì cũng có lợi thật đấy, cũng giảm. Nhưng mà bây giờ Honda vừa giảm giá CR-V của mình đây đã hỗ trợ một phần cho khách hàng rồi. Với lại bây giờ mình chịu rất là nhiều lợi thế, anh cũng tranh thủ mua đi, tại vì cũng thông tin miên man lắm, cũng chuẩn bị là tăng thế thôi chứ. Dạ. Sao anh thấy hôm trước thì là anh mới gặp em không cách như không khoảng tuần thôi, dạ. Giảm giá rồi, xong hôm nay sang lại giảm giá tiếp. Thế có khả năng tháng sau có giảm giá nữa không anh? Bây giờ thì tháng 2018 nó còn có 7 tháng nữa, bây giờ thôi. Chưa nào hôm nào mình có cái thói quen giảm giá mỗi tháng không? Dạ, ở đây hôm nay có điểm nhấn của em là để em mời điểm nhấn của em ra giải thích rõ cho anh ba nha. Dạ, em xin chào anh ạ. Em có Nguyễn Xuân báo cáo là các anh ở CCV. Em xin phép giới thiệu em là Chiến, là trưởng nhóm trách của Xuân ạ. Xin gửi anh ạ. Chiến này, nhưng mà lúc này là không nói anh em đến mất thời gian của nhau này. Tôi là vui đã gặp Xuân từ trước rồi, nên là cũng rất là thích cái sản phẩm Honda CR-V 2024 rồi. Hôm nay hai bạn đi sang đây là dẫn đang để xem cùng tư vấn nên là chốt cái xe này không. Cũng vừa có nghe Xuân tư vấn qua chương trình giá cả thời điểm này rồi. Đấy, nhưng mà với anh bạn tôi ở đây thì cũng khuyên là thứ nhất là đợi xe cho nó rẻ để mua. Thứ hai nữa là đến hôm mà bây giờ nó có chương trình thì mình giảm giá, giảm vâng. Đêm khoảng 100-150 nữa thì mình mua luôn. Anh ơi, em xin phép anh hát lời một chút. Thì em ở trong kia nghe Xuân báo cáo và em có nhìn thì em thấy anh rất quen. Em nhớ cũng nhầm thì là con anh và con em học cùng một lớp ấy. Nhớ nhầm thì cũng xin phép là thì là bối cảnh thời điểm hiện nay anh thấy thứ nhất là nhiệt độ thời tiết nóng thì rất nóng, mưa thì dài ngày, và mình không biết đấy từ bắc vào nam rất nhiều ca khác rồi. Con em cũng sắp vào năm học rồi đúng không ạ? Mình cần một cái sản phẩm, một chiếc xe để phục vụ cho bản thân em, cho gia đình anh, đúng không anh? Cái gia đình rất quan trọng. Em nghĩ rằng là lúc đó ra để đưa ra đây là 2018 là căn cứ trên bối cảnh thị trường và các công ty cạnh tranh để đưa ra mức giá đề xuất hợp lý nhất nhằm để đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng muốn khách hàng được sử dụng sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Và hơn nữa anh ạ, thì xe có thể giao ngay, có xe sẵn giao ngay phục vụ gia đình mình ngay, đúng không anh? Và cái năng tăng mà lúc nãy anh có chia sẻ với em ấy là biết đâu sang năm thuế sẽ giảm, cái đó là do chính sách chung của nhà nước thôi. Em nói vui chẳng hạn, nếu sang năm giá xe có giảm thì mình có cơ hội mua thêm một chiếc xe nữa cho bản xã đi, đúng không anh? Đấy quá! Đúng rồi, tôi hy vọng là trong sang năm mua đấy.
Rồi ông bây giờ ông quyết định thế nào? Theo tôi bây giờ thằng nào cũng không phải đợi là tìm mình lấy đốn được, nhưng mà em sẽ đâm sang cho anh thêm đi. Bây giờ là ngày này, tối là tôi cũng đi xem nhiều hơn, còn tôi đang đi mua cho bạn rất nhiều. Bây giờ thế này này, tôi trao đổi giảm với anh này. Và bây giờ anh giảm cho tôi 150 điều. Tức là chú sáng năm thì mới giảm 30%, nhưng bây giờ tôi chỉ lấy 15% thôi. Được thì là được hiệp đồng, còn không thì cắt lời. Tôi dân bảo thì xem trên nhà thế này. Em cắt lời anh một chút. Giá thực tế đã giảm so với 150 triệu so với thời điểm trước rồi. Và chương trình ưu đãi của đại lý dành cho khách hàng trên báo cáo em thì rất tốt rồi. Và anh chị em đây thì chắc chắn là sẽ giảm giá rất nhiều. Và có thể sẽ có nhiều quan hệ hơn phát sinh từ công việc từ chủ của xe đó. Với bản thân em thì em sẽ tặng anh thêm một chiếc tải VIP cho cả ba anh đi, đến kể cả dịch sử dụng xe của hãng khác vào bên em thì giảm giá 10% tất cả các xe. Cảm ơn phần thi của hai đội. Sau đây sẽ là phần xác nhận yêu cầu của ban giám khảo Honda Việt Nam. Yêu cầu cho khách hàng trong phần thi vừa rồi chính là: yêu cầu thứ nhất, khách hàng 1 thích xe và muốn mua xe luôn. Khách hàng thứ 2 là người đi cùng chê giá cao và khuyên bạn chờ năm sau có thể được rẻ hơn 30% so với giá bán hiện tại. Yêu cầu thứ hai, khách hàng 1 nghe bạn khuyên thì thấy hợp lý nên băn khoăn. Khách hàng thứ 2 biết bạn thích xe quá nên yêu cầu nếu giảm giá 150 triệu đồng tương đương với 15% giá trị xe thì sẽ mua luôn. Tôi xin mời ban giám khảo của công ty Honda Việt Nam, chúng ta sẽ xác nhận điểm cho khách hàng. Ban giám khảo xin xác nhận đội động vai khách hàng chúng ta có bị chỉ định nào? Đúng yêu cầu. Đúng yêu cầu khách hàng. Sau đây chúng ta sẽ đến với lượt thi thứ 3, cũng là lượt thi cuối cùng của phần thi đồng đội ngày hôm nay. Xin mời đội HVN Five Star chúng ta sẽ lên trên này chuẩn bị phần thi. Cảm ơn đội Bất Phá. Cổ động viên của SVN Five Star đâu rồi ạ? Tôi nghe thấy các bạn đi ạ. Các bé này. Cổ động viên của Đoàn Kết đâu rồi ạ? Xin cảm ơn. Sau đây xin mời hai đội trưởng chúng ta sẽ lên nhận yêu cầu của ban tổ chức. Đây chính là đề thi số 3 của phần thi đồng đội. Hai đội trưởng sẽ xác nhận giúp tôi về niêm phong của đề. Cảm ơn. Và sau đây tôi xin phép sẽ bỏ niêm phong và lấy đề thi. Cam kết giá em để hết 13. Đề thi số 3 trong phần thi đồng đội. Với bối cảnh bạn đang bận giao xe nên nhờ đồng nghiệp tiếp khách hàng đã hẹn qua điện thoại. Khách hàng đến xem xe CRV 24ATTG. Sau khi giao xe xong, bạn quay lại showroom tiếp tục tiếp khách hàng của mình. Những tình huống xảy ra, đồng nghiệp của bạn giới thiệu về xe CRV 24ATTG cho khách hàng và họ thấy rất thích. Khi khách hàng hỏi về giá và mức khuyến mại hiện tại thì đồng nghiệp của bạn báo mức khuyến mại 30 triệu tiền mặt. Tuy nhiên, đồng nghiệp không biết bạn đã báo giá cho khách hàng qua điện thoại ở mức khuyến mại chỉ 20 triệu tiền mặt. Do vậy,
khi bạn quay lại tiếp khách hàng xin lỗi và nói muốn chuyển sang mua xe đồng nghiệp bạn, bạn sẽ giải thích và thuyết phục khách hàng như thế nào? Yêu cầu hai đội trưởng sẽ trở lại vị trí. 5 phút chuẩn bị bắt đầu. Hết thời gian chuẩn bị, xin mời đại diện của hai đội chúng ta lên sân khấu chuẩn bị cho phần thi. Anh Sơn bên này hiện tại là giảm bao nhiêu đấy? Cái hồi đợt này nó có cái chương trình giảm giá mới đúng không? Dạ,
Honda CR-V 7 phiên bản TG này thì hiện tại mức giá công bố mới nhất đó là 1.028.000 giá VAT. Dạ. Cho anh hỏi tí là hôm trước thì cái giá mà em báo với anh hôm nay có thay đổi gì không em? Rồi, em cũng mời các anh ngồi ghế đi, anh em mình đã xong qua xe rồi, nhưng mà anh ngồi ghế để em giới thiệu kỹ hơn nha. Tuy nhiên dòng xe của mình là Honda CR-V phiên bản lắp tại Việt Nam thì sẽ không bị chịu về cái vấn đề là thuế giảm, thuế nhập. Và như chúng ta được biết là đường xá ở Việt Nam về các cái công trình giao thông thì càng ngày nó lượng xe cộ lưu thông nó càng nhiều, cho nên về vấn đề mà xe mà sử dụng nhiều thì nó sẽ càng khó, cho nên là về giá nếu mà có giảm thuế đi chăng nữa thì nhà nước cũng sẽ điều chỉnh một cái khung nào đó thuế phí gì đó để mà bù lại cái khoản đó. Em xin nói cái này để cho dễ hiểu nhất này. Bây giờ anh cũng thừa biết chiếc xe của mình về đến đây đúng không? Đâu phải là chịu các loại thuế đó không, mà xe mình sẽ lắp ráp không ảnh hưởng tới thuế nhập khẩu nhiều đâu anh. Đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ chiếc xe của mình ra mình chịu rất là nhiều loại thuế này. Thuế cho xe nhập khẩu. Bây giờ xe bắt đầu xe đóng được mới giả hàng bên lưng nhau thì mới tính xe nhập khẩu. Tôi chưa đi xe bao giờ, may nhất định phải nhờ ba người đi cùng cho mình tư vấn cho tôi lấy được cái xe này không. Thế theo bạn là khả năng mình nên mua xe nhập khẩu không? Thôi, thưa anh, xin phép của em nói như thế này. Bây giờ với công nghệ hiện đại bây giờ thì đối với dòng xe Honda, anh cũng biết là xe CR-V mình đó là lý do tại sao 4 năm trên xe CR-V của mình đã bán chạy nhất trên thế giới rồi. Với lại bây giờ em nói về vấn đề đợi tới năm 2018 nào các anh đợi thì cũng có loại thật đấy cũng giảm, nhưng mà bây giờ Honda vừa giảm giá xe CR-V của mình đây đã hỗ trợ một phần cho khách hàng rồi. Với lại bây giờ mình chịu rất là nhiều loại thuế, anh cũng tranh thủ mua đi tại vì cũng thông tin miên man lắm, cũng chuẩn bị là tăng thuế hơn chứ. Dạ. Sau anh thấy hôm trước thì là anh mới gặp em không cách như hôm khoảng tuần thôi. Dạ. Em giảm giá rồi, sau hôm nay sang lại giảm giá tiếp. Thế có khả năng tháng sau có giảm giá nữa không anh? Bây giờ đến từ 2018 nó còn có 7 tháng nữa. Bây giờ thôi. Có cái nào thôi nào mình có cái thói quen cứ giảm giá mỗi tháng không? Dạ. Ở đây hôm nay có điểm nhấn của em là để em mời điểm nhấn của em ra giải thích rõ cho anh ta nha. Dạ. Em chưa cảm ơn ạ. Nguyễn Xuân báo cáo là các anh là sẽ trở lên. Em xin phép giới thiệu em là Chiến, là trưởng nhóm trách của Xuân ạ. Xin gửi anh ạ. Xin phép anh.
Chiến này, anh này, Chiến này. Anh đi anh. Dạ, tôi là Vui, cảm ơn anh Chiến nhé. Nhưng mà như này là không nói anh em đến mất thời gian của nhau này. Tôi là Vui đã gặp Xuân từ trước rồi. Dạ. Nên là cũng là rất là thích cái sản phẩm Honda Zero với anh Tư được rồi. Dạ. Hôm nay hai bạn đi sang đây là dẫn đang để xem cùng một tư vấn nên là có nên chốt cái xe này không. Dạ. Cũng vừa có nghe Xuân tư vấn qua của chương trình giá cả thời điểm này rồi. Dạ. Đấy, nhưng mà với anh bạn tôi ở đây thì cũng khuyên là thứ nhất là đợi xe cho nó rẻ để mua, cái thứ hai nữa là đến không mà bây giờ nó có chương trình thì mình giảm giá giảm vâng. Đêm khoảng 100-150 nữa thì mình vâng. Mua luôn. Anh ơi, em xin phép ngắt lời một chút, thì em ở trong kia nghe Xuân báo cáo và em có nhìn thì em thấy anh rất quen. Em nhớ cũng nhiều thì là con anh và con em học cùng một lớp ấy. Nhớ nhiều thì xin phép là thì là quen thôi. Thứ hai, bối cảnh của hiện nay anh thấy thứ nhất là nhiệt độ thời tiết nóng thì rất nóng, mưa thì dài ngày, và mình không biết đấy thì bắt vào ra rất nhiều ca khác rồi. Con em cũng sắp vào năm học rồi đúng không ạ? Mình cần một cái sản phẩm, một chiếc xe để phục vụ cho bản thân em, cho gia đình em, đúng không anh? Cái gia đình rất quan trọng. Em nghĩ rằng là cái lúc đó tham gia để đưa ra đây học sinh 18 là căn cứ trên bối cảnh thị trường và các công ty cạnh tranh để đưa ra giá đề xuất hợp lý nhất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng, muốn khách hàng được sử dụng sản phẩm ở thời điểm hiện tại. Và hơn nữa anh ạ, thì xe có thể giao ngay, có xe sẵn giao ngay, phục vụ gia đình mình ngay, đúng không anh? Và cái năng tăng mà lúc nãy anh có chia sẻ với em ấy là biết đâu sang năm thuế sẽ giảm, cái đó là do chính sách trung ương của nhà nước thôi. Em nói vui chẳng hạn, nếu sang năm giá xe có giảm thì mình có cơ hội mua thêm một chiếc xe nữa cho bản xã đi, đúng không anh? Tôi nghe đóng trong sáng năm như đấy. Bây giờ ông thể định thế nào? Theo tôi bây giờ nào cũng không phải nói là gì mình lấy được. Nhưng mà em sẽ đem cho anh thêm đi. Bây giờ này này, tôi là tôi cũng đi xe nhiều thôi. Tôi là đi mua cho bạn rất nhiều. Bây giờ thế này này, tôi trao đổi giảm với anh này. Tức là bây giờ giảm cho tôi 150 triệu. Tức là chung chứ sáng năm thì mới giảm 30%. Nhưng bây giờ tôi chỉ lấy 15% thôi. Được thì là được hiểu đông, còn không thì cắt lời. Tôi dặn bạn thì xem cho nhà thử đấy. Vâng ạ, em chỉ cắt lời anh một chút. Giá thực tế đã giảm so với 150 triệu so với thời điểm trước rồi. Và chương trình ưu đãi của đại lý dành cho khách hàng trên báo cáo em thì rất tốt rồi. Và anh với em đây thì chắc chắn là sẽ giảm giá rất nhiều. Và có thể sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, phát sinh được công việc từ chủ của xe đó. Với bản thân em thì em sẽ tặng anh thêm một chiếc cải VIP cho cả ba anh đi, đến kể cả sử dụng xe của hãng khác vào bên em thì giảm giá 10% tất cả các xe. Cảm ơn phần thi của hai đội. Sau đây sẽ là phần xác nhận yêu cầu của ban giám khảo Honda Việt Nam. Yêu cầu cho khách hàng trong phần thi vừa rồi chính là: yêu cầu thứ nhất, khách hàng 1 thích xe và muốn mua xe luôn. Khách hàng thứ 2 là người đi cùng chê giá cao và khuyên bạn chờ năm sau có thể được rẻ hơn 30% so với giá bán hiện tại. Yêu cầu thứ hai, khách hàng 1 nghe bạn khuyên thì thấy hợp lý nên băn khoăn. Khách hàng thứ 2 biết bạn thích xe quá nên yêu cầu nếu giảm giá 150 triệu đồng tương đương với 15% giá trị xe thì sẽ mua luôn. Tôi xin mời ban giám khảo của công ty Honda Việt Nam, chúng ta sẽ xác nhận điểm cho những khách hàng. Ban giám khảo xin xác nhận đội động vai khách hàng chúng ta không bị chỉ định nào. Đúng rồi. Sau đây chúng ta sẽ đến với lượt thi thứ ba, cũng là lượt thi cuối cùng của phần thi đồng đội ngày hôm nay. Xin mời đội HVN Five Star chúng ta sẽ lên trên này chuẩn bị phần thi. Cảm ơn đội Bất Phá. Cô
cổ động viên của SVN Five Star đâu rồi ạ? Tôi nghe các bạn đi ạ. Các bé này, cổ động viên của Đoàn Kết đâu rồi ạ? Xin cảm ơn. Sau đây xin mời hai đội trưởng chúng ta sẽ lên nhận yêu cầu của ban tổ chức. Đây chính là đề thi số 3 của thi đồng đội. Hai đội trưởng sẽ xác nhận giúp tôi về niêm phong của đề. Cảm ơn. Và sau đây tôi xin phép sẽ bỏ niêm phong và lấy đề thi. Cam kết giá em rẻ nhất miền Bắc. Đề thi số 3 trong phần thi đồng đội. Với bối cảnh bạn đang bận giao xe nên nhờ đồng nghiệp tiếp khách hàng đã hẹn qua điện thoại. Khách hàng đến xem xe CRV 24ATTG. Sau khi giao xe xong, bạn quay lại showroom tiếp tục tiếp khách hàng của mình. Những tình huống xảy ra, đồng nghiệp của bạn giới thiệu về xe CRV 24ATTG cho khách hàng, họ thấy rất thích. Khi khách hàng hỏi về giá và mức khuyến mại hiện tại thì đồng nghiệp của bạn báo mức khuyến mại 30 triệu tiền mặt. Tuy nhiên, đồng nghiệp không biết bạn đã báo giá cho khách hàng qua điện thoại ở mức khuyến mại chỉ 20 triệu tiền mặt. Do vậy, khi bạn quay lại tiếp khách hàng xin lỗi và nói muốn chuyển sang mua xe của đồng nghiệp bạn. Bạn sẽ giải thích và thuyết phục khách hàng như thế nào? Yêu cầu hai đội trưởng sẽ trở lại vị trí. 5 phút chuẩn bị bắt đầu. Mời đại diện hai đội chúng ta lên sân khấu. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Hai đội sẵn sàng. Nếu hai đội đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đến ngay với 10 phút giải quyết tình huống. Bắt đầu.
thôi người tư vấn cho anh chị cái dòng xe CRV đó. Dạ. Chị chắc đi đường xa cũng nóng ha, về ngồi dùng nước xíu vậy. Thôi tôi bắt cái gì làm đi. Dạ. Sao đâu. Làm cho anh gửi ra cho anh biết. Cảm ơn. Thì anh có chị dàng tới với sân chiếc xe CRV nhà anh. Dạ. Chương trình CRV của các hãng xe CRV của dạy dạ biết rồi, thì cái CRV bên em thứ nhất là được từ nhà máy phải giảm giá trực tiếp, giảm một chút xuống còn 1.028 triệu, cái giá đã rất là giảm. Anh chị mua CRV bây giờ thời điểm này rất là hợp lý, cái giá rẻ nhất từ đầu năm tới giờ, và trong thời điểm này thì đại lý bên em sẽ giảm cho mình hơn 20 triệu để hỗ trợ khách hàng. Mình có thể lấy xe được trong tháng này bên em, nhưng mà xe bảo xe bảo trả xe cũng sẵn. Dạ em chào anh Trung. Dạ chào chị Ly. Dạ em mới giao xe ở cái tỉnh em gặp gặp chị về với anh chị lên coi xe á. Dạ em có nhờ bạn Trung hỗ trợ giúp cho anh chị coi xe á. Dạ em mới được gặp gặp về luôn. Dạ. Không biết là nãy giờ bạn có cho mình xem xe thì chưa không? Anh tìm xe, dạ. Anh còn anh xem mấy chỗ rồi. Dạ. Cũng thích rồi. Đúng rồi, em của. Có vẻ là bạn anh biết đâu rất là thích em. Dạ. Tuy nhiên là anh thấy là bọn em làm một việc nó không nhất quán. Dạ. Một người bảo 20 triệu, xong một đồng chí khác lại bảo 30 triệu. Thế đại lý của em là cũng người của giá. À để em tại vì em mới về nói câu chuyện thì em chưa có cập nhật được hết á, thì để mình nói chuyện lại một chút xíu anh Hân. Thì trước á thì em cũng có làm việc với lại anh với chị á, thì em cũng có tư vấn về xe CRV qua điện thoại, thì cũng có báo giá khuyến mãi cho mình luôn, vẫn đang khuyến mãi của mình là 20 triệu. Và theo các câu chuyện nãy giờ thì là tốn là mãi cho khách là 30 triệu. Bạn Hương do mới đi công tác là mới đi giao xe sáng nay từ sớm, và sáng nay bên em có một cuộc họp họp giao ban, thì có không phải một cái giá mới, giá khoản hỗ trợ mới từ nhà máy thì nó thay đổi. Thư anh làm việc ở đây một tuần rồi, nhưng mà trước đây hai ngày có điện thoại Thư thì trước anh đang thì cũng có cái ngành là nó sụn lên. Dạ đúng rồi. Thì anh bật cái giá là 20 triệu. Dạ đúng rồi. Như vậy thì nhưng mà sáng nay vừa mới sáng nay Hương đang rất đi giao xe, thì không có nhận được cái cuộc họp giao ban mới. Dạ, để em dạ, xin cảm ơn chút xíu ạ. Thì thực sự cái lúc mà thời điểm đó mà em báo giá cho anh chị á, thì lúc đó là thực sự là chương trình khuyến mãi của bên em là 20 triệu. Thật sự là lúc đó bên em khuyến mãi 20 triệu và em báo cho anh là 20 triệu, không phải là lúc đó bên em ban đi mà em cố tên em báo cho mình là 20 triệu. Dạ, cái một tuần là ngày 1 năm rồi, ngày 20. Dạ. Ngày 22. Còn về cái vấn đề thay đổi khuyến mãi á, dạ. Mua xe không phải là một ngày hai cũng bình thường. Bây giờ thị trường người ta đang giảm 100 triệu. Bây giờ và anh nghi ngờ ngay từ đầu. Anh nghi ngờ ngay từ đầu. Bây giờ làm việc với mình là gian dối này. Cái 10 triệu kia em định là cắt đúng không? Dạ em mới vừa giải thích cho chị là cái thời điểm cách đây một tuần và cách đây 2 ngày thì cái chương trình của bên em cho cái xe này là giảm 20 triệu và em cũng bán cho mình là không phải là dạ. Dạ. Thì cái thì năm nay không gặp. Dạ không. Để em giải thích cho anh Trung hiểu hơn. Tại vì em là sáng nay là em có đi giao xe ở tỉnh mới về, và từ buổi sáng 2 giờ tuần đó thì bên em sẽ có họp, và từ khi họp sẽ có những thay đổi chính sách gì mới thì chúng ta sẽ công bố và đang cho các bạn, để các bạn biết. Nếu mà có sách giá thay đổi thì em sẽ kịp thời cập nhật cho khách, tại vì em mới về. Và sáng nay là sáng thứ 2 tuần nữa, anh chị cũng rất sớm nữa. Thì nếu mà tại vì em cũng để anh chị nghĩ là em đang là gian dối hay là báo giá không đúng lúc, thì để em mời anh chủ nhóm của em ra để một phần nào đó giúp cho anh chị cùng giá. Anh bảo nhá, anh chỉ làm thường cậu này nhá, anh chỉ làm thường cậu này. Với em thứ nhất sáng là em anh có gọi cho em trả thông báo gì
em cứ bảo đến đây cứ làm việc với bạn em đi. Nhưng mà đến, nếu mà nó mà không hỏi kỹ ấy, thì đương nhiên là em vẫn bán 20 triệu, đúng không? Dạ không. Có 20 triệu, đúng không? Dạ không, cái này là em... Em từ từ, để em nói hết. Em vẫn, nếu em, bạn em, bạn em mà không hỏi thì là vẫn 20 triệu. Đấy. Và cái nữa là em nghĩ là thời điểm này nó còn khuyến mại nhiều lắm. Để em xem. Thấy mình quá trời. Dạ, em xin phép anh. Thì lúc nào em cũng muốn là cái này được hưởng được lợi cao nhất. Nên chắc chắn là cái ưu đãi của em sẽ khi nào mà có cái ưu đãi mới thì bên em sẽ báo cho khách hàng. Nên để cho rõ ràng thì em sẽ mời giám đốc lên xuống. Thì giám đốc sẽ trực tiếp có một cái ưu đãi cho mình. Dạ, các em xin phép. Dạ, có lại cái quan điểm đặc biệt hay sự đó là có là khó cho những khách hàng trong vấn đề vụ bán này. Vâng. Dạ, em có hiểu với chung với lại anh chị cho là không có khách hàng cho em. Vâng, chào anh chị ạ. Tôi xin giới thiệu tôi là một trưởng nhóm Bà Đàm. Vâng, rất là cảm ơn anh chị. Thì cũng thấy Thư báo lại là hôm trước là anh chị có hỏi và quan tâm đến xe Honda CRV 2.4 TG của bên đại lý bên em. Và cũng chia sẻ là anh chị xe đấy trong thời gian sớm nhất gần đây. Và cũng Tuấn vừa báo là tiếp anh chị đó thì hôm nay sáng nay Thư có nhắn tin cho tôi đây là đi giao xe ở tỉnh vừa về nơi. Và sáng nay bên phòng có họp và thay đổi chính sách giá. Hiện tại thì cho CRV 2.4 TG hỗ trợ của đại lý là 30 triệu đồng. Nên anh chị là hoàn toàn yên tâm. Thư ở đây sẽ bán đúng chính sách, đúng cái thời điểm anh chị lấy xe. Và đặc biệt nhất, nếu ngày hôm nay anh chị lấy xe thì thay mặt công ty thì tôi cũng sẽ xin thêm cho anh chị là một cái thẻ VIP để anh chị sau này là bảo hành, bảo dưỡng xe được giảm thêm 10% phí. Cũng thấy Thư báo cáo lại rằng cũng làm việc với anh chị lâu rồi và cũng do người quen giới thiệu. Anh chị quyết định như thế nào? Còn anh chị hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà vô tình là gặp được ảnh. Ok, anh chị yên tâm làm việc dù bất kỳ SC của đại lý bên em thì đều giá là giống nhau. Và đặc biệt nhất là cũng như nói với anh chị rồi, riêng ngày hôm nay anh chị lấy xe tặng thêm anh chị một thẻ VIP. Và đặc biệt nữa, anh chị vào đây như được bảo hành chính hãng để xe hơi dầu. Cái thẻ VIP ấy. Vâng, ok. Bạn anh nó cũng nhờ anh đi cùng. Thế thì anh thấy là cái thẻ VIP cho anh 50 triệu kiện, được thì cộng với 30 triệu tiền mặt kia, cũng được thì anh trong ngày hôm nay còn không thì anh sẽ xem xét lại giá cả bây giờ cũng giảm liên tục rồi. Anh chị hoàn toàn yên tâm với cái giá lúc thời điểm này là bên em đang là hỗ trợ tốt nhất và anh chị cũng vừa biết qua công ty bên dịch vụ vừa rồi là những Honda giải phóng bên em được đạt giải nhất. Anh chị sau này bảo hành bảo dưỡng hoàn toàn yên tâm với cái sản phẩm của mình đi trên đường thì còn yên tâm luôn. Và xe thì bên em là mua về lôi chiều nay xong xe giao ngay, giao cho anh đúng cái xe mới nhất sản xuất 2017. Và đặc biệt nhất là tiếp xúc với tôi chứ không tiếp xúc với tôi sau này nữa. Ừ, chia sẻ lại là chỗ quen biết giới thiệu này nữa anh xin mặt. Dạ anh Thắng, em có thể nói chút xíu ạ. Thì nếu mà về mỗi hãng xe á thì nó sẽ vâng, xin chào. Xin cảm ơn các thí sinh.
Với đề số 3 này, yêu cầu của khách hàng sẽ là: yêu cầu thứ nhất, khách hàng 1, người có ý định mua xe, sẽ xin lỗi tư vấn sản phẩm 1 và nói cần tính toán lại. Khách hàng 2 là bạn của khách hàng 1, sẽ tiết lộ sẽ chuyển sang mua xe tư vấn sản phẩm 2 vì giá tốt hơn 10 triệu và cho rằng tư vấn sản phẩm 1 không có thiện chí bán, nên cắt mức khuyến mại xuống còn 20 triệu. Yêu cầu thứ hai, cả khách hàng 1 và khách hàng 2 đều nghe giải thích về sự khác nhau giữa hai thông tin và thấy hơi nghi ngại nên muốn tư vấn sản phẩm 1 giảm giá 30 triệu cộng tặng phụ kiện. Xin sự xác nhận từ ban giám khảo Team Honda Việt Nam. Ban giám khảo xin nhận đội đóng vai khách hàng của chúng ta làm đủ hay yêu cầu của ban tổ chức. Chúc mừng cả ba đội, chúng ta đều không bị trừ điểm trong phần vai khách hàng. Và xin mời hai đội chúng ta trở lại vị trí. Như vậy là các đội thi của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc phần thi đồng đội ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tặng cho những lỗi của thí sinh nào. Ngay sau đây, chúng ta sẽ dành 5 phút cho ban giám khảo để có thể tổng hợp các thực điểm cho phần thi đồng đội. Các thí sinh, chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào phần thi trắc nghiệm. Dạ, em chào anh Trung. Dạ, chào chị Ly. Dạ, em mới giao xe
chỗ ở trên lập cập kẹt về với anh chị lên coi xe á. Dạ em có nhờ bạn tôi hỗ trợ giúp cho anh chị coi xe á. Dạ em mới đi lên lập cập về luôn. Dạ em biết là nãy giờ bạn có cho mình xem xe thì chưa không? Anh tìm xe. Dạ. Anh còn lại xe mấy chỗ rồi. Dạ thích rồi. Đúng rồi em của có vẻ là bạn anh em rất là thích em. Dạ tuy nhiên là anh thấy là bọn em làm việc nó không nhất quán. Dạ, một người bảo 20 triệu xong một đồng chí khác lại bảo 30 triệu. Thế đại lý của em là có cái người của giá. À để em tại vì em mới về cái câu chuyện thì em chưa có cập nhật được hết á. Thì để mình nói chuyện lại một chút xíu anh Hân. Thì trước á thì em cũng có làm việc với lại anh chị á, thì em cũng có tư vấn về xe CRV qua điện thoại. Thì cũng có báo giá khuyến mãi cho mình luôn, mình đang khuyến mãi cho mình là 20 triệu. Và theo các câu chuyện nãy giờ thì là tốt là phải cho khách là 30 triệu. Bạn Hương Giao mới đi công tác là mới đi giao xe sáng nay từ sớm. Và sáng nay bên em có một cuộc họp giao ban thì có phương án tăng giá mới, giá khuyến mãi hỗ trợ mới từ nhà máy thì nó thay đổi. Thư anh làm việc ở đây một tuần rồi, mà trước đây hai ngày có điện thoại thư thì trước anh ấy thì cũng có liên lạc lại với trường đường. Đúng rồi. Dạ đúng anh. Vậy thì nhưng mà sáng nay vừa mới sáng nay Hư đang rất đi giao xe thì không có nhận được cái cuộc họp giao ban mới sẽ có một cái khuyến mãi mới của nhà máy. Dạ để em dạ xin cảm ơn chút xíu ạ. Thì thực sự cái lúc mà thời điểm đó mà em báo giá cho anh chị á thì lúc đó là thực sự là chương trình khuyến mãi của bên em là 20 triệu. Thật sự là lúc đó bên em khuyến mãi 20 triệu và em báo cho anh là 20 triệu, không phải là lúc đó bên em ba mươi mà em cố tình em báo cho mình là 20 triệu. Dạ. Còn về cái vấn đề thay đổi khuyến mãi á, mua cái xe không phải là ngày một ngày hai vấn đề, cứ bình tĩnh. Bây giờ thị trường người ta đang giảm một phần 100 triệu. Bây giờ mà anh nghi ngờ ngay từ đầu. Anh nghi ngờ ngay từ đầu. Bây giờ làm việc với một thời gian dối này. 10 triệu như em định là cắt đúng không? Dạ em vừa giải thích cho chị là cái thời điểm cách đây một tuần và cách đây 2 ngày thì cái chương trình của bên em đúng cho cái xe này là giảm 20 triệu và em cũng báo cho mình là đúng chương trình bên em luôn chứ không phải là dạ dạ thì cần điều của giá 20 triệu thì nó sẽ không gặp được. Dạ không để em giải thích cho anh Trung hiểu hơn tại vì em là sáng nay là em có đi giao xe ở tỉnh mới về và vừa sáng thứ hai tuần đó thì bên em sẽ có họp và cuộc họp sẽ có những thay đổi chính sách gì mới á, thì giám đốc sẽ công bố và đăng cho các bạn để các bạn biết nếu mà có chính sách giá thay đổi á, thì em sẽ kịp thời cập nhật với khách tại vì em mới về và sáng nay là sáng thứ hai tuần nữa chị cũng rất sớm nữa thì nếu mà tại vì em không biết tại anh chị nghĩ là em đang là gian dối hay là báo giá thì để em mời anh chủ nhóm của em ra để một phần sau đó giúp cho thôi chị thôi nha anh bảo nha anh chỉ làm thuần cậu này nha anh chỉ làm thuần cậu này với em thứ nhất sáng là em anh có gọi cho em chẳng thông báo gì em cứ bảo đến đây cứ làm việc với bạn em đi nhưng mà đến nếu mà nó mà không hỏi kỹ ấy, thì đương nhiên là em vẫn bán 20 triệu đúng không? Dạ không. 20 triệu, không? Dạ không, cái này là em... Em từ từ, để em nói hết. Em vẫn, nếu em, bạn em, bạn anh mà không hỏi thì là vẫn 20 triệu. Đấy. Và cái nữa là anh nghĩ là thời điểm này nó còn khuyến mãi nhiều lắm. Để em xem, Thì mình quá trời. Dạ, em xin phép anh. Thì lúc nào bên em cũng rất là cái hàng là bình vững vì là cao nhất. Nên chắc chắn là cái khuyến mãi của em sẽ khi nào mà có cái giải mới thì mình sẽ báo cho khách hàng nên để cho rõ ràng thì em sẽ mời giám đốc lên xuống thì giám đốc sẽ trực tiếp có một cái khuyến mãi cho mình. Dạ, cho em xin phép. Dạ, với lại cái thời điểm đặc biệt hay gì đó là có gì khó với khách hàng trong vấn đề vận tải. Vâng. Dạ, em giới thiệu với anh Trung với lại anh chị đây là. Chào anh chị ạ. Tôi xin giới thiệu cho là một trưởng nhóm bà Đàm. Xin chào anh chị ạ. Ok.
Vâng, rất cảm ơn anh chị. Thì cũng thấy thư báo lại hôm trước là anh chị có hỏi và quan tâm đến xe Honda CRV 2.4TG của bên đại lý Thiên An. Chia sẻ với anh chị là xe đấy trong thời gian sớm nhất gần đây. Và cũng Tuấn cũng vừa báo là tiếp anh chị đó thì hôm nay sáng nay Thư có nhắn tin cho tôi đây là đi giao xe ở tỉnh vừa về nơi. Và sáng nay bên phòng có họp và thay đổi chính sách giá. Hiện tại thì cho CRV 2.4TG hỗ trợ của đại lý là 30 triệu đồng. Nên anh chị là hoàn toàn yên tâm. Thư ở đây sẽ bán đúng chính sách, đúng cái thời điểm anh chị lấy xe. Và đặc biệt nhất, nếu ngày hôm nay anh chị lấy xe thì thay mặt công ty thì tôi cũng sẽ xin thêm cho anh chị là một cái thẻ VIP để anh chị sau này là bảo hành, bảo giữ xe được giảm thêm 10% phí. À đấy ạ. Cũng thấy Thư báo cáo lại rằng cũng làm việc với anh chị lâu rồi và cũng do người quen giới thiệu. Anh chị quyết định như thế nào? Còn anh chị hoàn toàn yên tâm. Hôm nay em lên em quyết định gặp Thư nhưng mà vô tình là gặp được anh. Ok, anh chị yên tâm làm việc dù với bất kỳ SC của đại lý bên em thì đều giá là giống nhau. Và đặc biệt nhất là cũng nói với chị rồi, riêng ngày hôm nay anh chị lấy xe tặng thêm anh chị một thẻ VIP. Và đặc biệt nữa, anh chị vào đây như được bảo hành chính hãng của xe bây giờ. Vâng, ok. Anh chị hoàn toàn yên tâm với cái giá lúc thời điểm này là bên em đang là hỗ trợ tốt nhất. Và anh chị cũng vừa biết qua công ty bên dịch vụ vừa rồi là những chúng ta sẽ có bên em được đạt giải nhất. Anh chị sau này bảo hành, bảo dưỡng hoàn toàn yên tâm với cái sản phẩm của mình đi trên đường thì yên tâm luôn. Và xe thì bên em là vừa về lôi chiều nay xong, xe giao ngay, giao cho anh đúng cái xe mới nhất sản xuất 2017. Và đặc biệt nhất là như chia sẻ lại là chỗ quen biết giới thiệu này không? Anh chị mặt. Dạ anh Thắng, em có thể nói chút xíu ạ. Thì nếu mà về mỗi hãng xe á thì có thể... Vâng, biết rồi. Vấn đề số 3 này, yêu cầu của khách hàng sẽ là: yêu cầu thứ nhất, khách hàng 1, người có ý định mua xe sẽ xin lỗi tư vấn sản phẩm 1 và nói cần tính toán lại. Khách hàng 2 là bạn của khách hàng 1 sẽ tiết lộ sẽ chuyển sang mua xe tư vấn sản phẩm 2 vì giá tốt hơn 10 triệu và cho rằng tư vấn sản phẩm 1 không có thiện chí bán nên cắt mức khuyến mại xuống còn 20 triệu. Yêu cầu thứ hai, cả khách hàng 1 và khách hàng 2 đều nghe giải thích về sự khác nhau giữa hai thông tin và thấy hơi nghi ngại nên muốn tư vấn sản phẩm 1 giảm giá 30 triệu cộng tặng phụ kiện. Xin sự xác nhận từ ban giám khảo Thi Honda Việt Nam. Ban giám khảo xin xác nhận đội đóng vai khách hàng của chúng ta làm đủ hay yêu cầu của ban tổ chức. Chúc mừng cả ba đội, chúng ta đều không bị trừ điểm trong phần vái khách hàng. Và xin mời hai đội chúng ta trở lại vị trí. Như vậy là các đội thi của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc phần thi đồng đội ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay.
thật lớn để tặng cho những lỗi của thí sinh đó. Ngay sau đây, chúng ta sẽ dành 5 phút cho ban giám khảo để có thể tổng hợp các điểm cho phần thi đồng đội. Các thí sinh chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào phần thi trắc nghiệm. Bài đáp án A, B, C và D. Phần trắc nghiệm. Ban giám khảo nếu đã kiểm tra xong thì vui lòng cho ban tổ chức xin lại phiếu đánh giá kết quả. Phần thi trắc nghiệm của chúng ta sẽ bao gồm 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây để suy nghĩ. Và số điểm tổng của phần thi trắc nghiệm của chúng ta sẽ là 45 điểm. Tức là 1,5 điểm, 1 điểm rưỡi trên 1 câu. Hạng mục đánh giá trong phần này sẽ là về sản phẩm, đối thủ, với thị trường, quy trình bán hàng, lòng hiếu khách và các nội dung khác. Trong phần này, ban giám khảo của chúng ta sẽ không chấm điểm mà ban thư ký của ban tổ chức sẽ ghi nhận lại kết quả. Mỗi thí sinh trong một câu hỏi sẽ có 4 đáp án A, B, C và D. Mỗi thí sinh sẽ được phát một bộ bảng trả lời. Vừa rồi là chúng ta đã xác nhận là đầy đủ rồi. Mỗi câu hỏi thì chỉ được chọn một đáp án thứ nhất, một trong 4 phương án. Và sau khi MC đọc đề và hô khẩu hiệu giơ đáp án thì thí sinh mới giơ đáp án, không được giơ trước. Và nếu thí sinh nào giơ đáp án muộn hơn so với tất cả mọi người còn lại cũng sẽ không được tính điểm trong câu hỏi đó. Ngoài ra thì sau khi đã giơ đáp án chúng ta sẽ không được phép thay đổi. Về ban giám khảo, như tôi đã nói, giám khảo sẽ không chấm điểm phần thi này. Ban thư ký sẽ ghi nhận câu trả lời của các thí sinh và ban thư ký sẽ so sánh câu trả lời của thí sinh với đáp án khi tính điểm. Trong khi MC đọc đề và trước khi thí sinh giơ đáp án, bất kỳ một cổ động viên hay bất kỳ một đại lý nào phát ra âm thanh tiếng động thì trong câu hỏi có thí sinh và đại lý đó sẽ không được tính điểm. Nhưng mà rồi tôi đã nhắc rồi ạ. Và để các thí sinh có một cái nhìn cụ thể hơn về phần thi này, chúng ta sẽ đến với một phần câu hỏi mẫu. Và lần này chúng ta sẽ thi mẫu, thi thử một câu hỏi nhé. Xin lưu ý là câu hỏi của chúng tôi có thể dài, nên vì vậy các anh chị cần chú ý lắng nghe. Chú ý lắng nghe, kèm theo chú ý nhìn lên trên hai màn hình. Đồng thời sẽ phải để ý vào những từ keyword và những từ màu xanh của câu hỏi. Anh chị rõ ràng chưa ạ? Vậy chúng ta cùng đến với câu hỏi demo phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi: lòng hiếu khách dành cho ai? A. Khách hàng. B. Đồng nghiệp. C. Chỉ cần cho khách hàng.
và D là đáp án A và B. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Mười giây suy nghĩ. Giờ đáp án. Rồi. Như vừa rồi, ví dụ như của trường hợp anh Hội giờ đáp án chậm hơn là chúng ta sẽ không được tính điểm cho câu đó. Và đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D, lòng yêu khách dành cho cả khách hàng và đồng nghiệp. Các anh chị đã rõ ràng về phần thi trắc nghiệm chưa ạ? Còn thắc mắc gì không ạ? Nếu không còn thắc mắc gì nữa, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi 1, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hoạt động của các hệ thống sau? Auto đo lốc, chế độ khóa cửa tự động, ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, Cruise Control, hệ thống điều khiển hành trình. A. Auto đo lốc sẽ hoạt động khi tốc độ xe đạt từ 15 km/h trở lên. B. Hệ thống ABS không hoạt động khi tốc độ xe dưới 10 km/h. C. Hệ thống Cruise Control chỉ hoạt động khi tốc độ xe từ 40 km trở lên. Và D. Tất cả đáp án trên đều đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết 10 giây, giờ đáp án. Ban thư ký đã ghi nhận được kết quả chưa ạ? Tôi có một lưu ý là chị Diệu ơi, mình dơ cao lên, dơ thật cao vào. Tại thư ký chúng ta ngồi phía sau. Anh Thọ ơi, mình dơ. Ok, và đây tiếp theo sẽ là đáp án. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án D. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Trên xe Honda Civic 1.5 VTEC Turbo, biểu tượng sau có ý nghĩa là gì? A. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km còn lại cho đến lần thay dầu động cơ tiếp theo. B. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km đã đi được tính từ thời điểm thay dầu động cơ gần nhất. C. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km còn lại cho đến lần thay dầu hộp số tiếp theo. Và D. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km đã đi được tính từ thời điểm thay dầu hộp số gần nhất. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ, giờ đáp án. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là, xin mời đáp án. Đáp án A. Câu hỏi tiếp theo. Ngoài ghế lái thì những vị trí ngồi an toàn hơn cho khách hàng ngồi trong xe thì có va chạm trực diện là những vị trí nào? A, B, C và D.
10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Câu hỏi thứ tư. Hệ thống nào giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ ắc quy được áp dụng trên xe CRT2.4ANDG? A. EGR, hệ thống tuần hoàn khí thải. B. IPLEX, hệ thống điều khiển ga tiến thiên thông minh. C. ACE, công nghệ cung xe tương thích với các trạm quá chạy. Và D. ACG, kiểm soát nhiều tốc độ. Một giây suy nghĩ, bắt đầu. Chúng ta sẽ tính trong câu 4, nhưng mà sẽ sử dụng trong đường câu 3, vẫn tính đáp án câu này. Điểm cam kết của động cơ Vinetto so với động cơ Hybrid thông thường là gì?
điều khiển biến viên độ mở các ban nhạc và ban sảng. B. Chỉ có thể điều khiển biến viên thời điểm mở của các ban nhạc và ban sảng. C. Có thể điều khiển biến viên độ mở và thời điểm mở của các ban nhạc và ban sảng. Và D. Không đáp án nào đúng. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin mời các bạn cơ bản. Các thư ký nhận ra bạn. Sự chuyên nghiệp của một tư vấn sản phẩm không bao gồm điều nào dưới đây? Đáp án A, luôn luôn chỉ ra lợi ích khách hàng sẽ có được. Đáp án B, dùng ngôn từ dễ hiểu giải thích cho khách hàng. Đáp án C, luôn làm khách hàng tin rằng không có sản phẩm nào của hãng khác tốt hơn so với Honda. Và đáp án D, giải thích kèm chấm trừ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Giờ đáp án. Lần đầu tiên tôi được 18 thí sinh của chúng ta. Xin mời các bạn. 18 thí sinh chưa chúc một đáp án. Đúng hết này bạn biết là chết hết rồi. Đáp án của chúng ta chính là C. Honda OEC hệ thống cảnh báo vật thể băng ngang đường CCA phát tín hiệu cảnh báo trong trường hợp nào sau đây? 4 hình A, B, C và D. Anh chị quan sát được chưa? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Rồi đáp án. Lần này không bắn ghét đâu rồi. Thế là một kiểu rồi. Phần lớn chúng ta ở đây đang lựa chọn của phần lớn D. Không lẽ là chở. Vậy số công sẽ chiến thắng hay là những người còn lại? Và đáp án của ban tổ chức là câu hỏi tiếp theo. Lợi thế về hệ thống âm thanh của Honda Civic 1.5 V-Tech Turbo hiện tại so với Mazda 3 2.0 Sedan là gì? A. Có hỗ trợ CD, DVD. B. Hệ thống âm thanh 8 loa. C. Hỗ trợ kết nối ESP. Và D. Cả 3 đáp án trên. 10 giây suy nghĩ các thí sinh. Bắt đầu. Giờ đáp án. Chủ yếu là B đúng không ạ? Anh chỉ là đáp án là một con xe lạ, một hỗ trợ kết nối Wi-Fi.
Và đáp án của chương trình là B. Câu hỏi thứ 10. Theo triết lý Honda, tôn trọng con người có nghĩa là gì? A. Chủ động, bình đẳng, lòng tin. B. Chủ động, sáng tạo, bình đẳng, tự chủ. C. Ba niềm vui và chủ động sáng tạo. Và D. Bình đẳng, lòng tin, ba niềm vui. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Giờ đáp án ạ. Chủ yếu là A. Điều chỉnh giá mới cho xe Honda ABC còn 900 triệu, mức giảm 18,2%. Theo điều 5, thông tư số 304, gạch chéo 2016, gạch TT, BTC về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ. Giả sử khách hàng phải đóng thuế 10%, đâu sẽ là cách thuế đúng? A. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với 900 triệu, thuế được tính trên giá bán lẻ mới. B. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với cả 1 tỷ 100 triệu, thuế được tính trên giá bán lẻ cũ khi giá mới và giá cũ chưa chênh nhau 20%. C. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với 1 tỷ 100 triệu cộng với 900 triệu chia cho 2, thuế được tính trên mức trung bình của giá cũ và giá mới. D. Không có cách nào đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Thank you.
C. Đáp án của chương trình sẽ là câu hỏi số 13. Đáp án nào dưới đây thể hiện sự quan tâm với khách hàng bằng cảm nhận xa mặt nhưng không cách lòng? A. Định kỳ gọi điện hỏi thăm, chia sẻ thông tin cho khách hàng khi có sản phẩm mới. B. Luôn đến thăm hoặc gặp trực tiếp khách hàng. C. Định kỳ gửi hoa hoặc quà tặng khách hàng về đến sinh nhật. D. Đáp án A và C. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án 100% là đi. Và đáp án của chương trình sẽ là D. Câu hỏi số 14. PDI, kiểm tra trước khi giao xe, là tiêu chuẩn bắt buộc thuộc trách nhiệm của cả phòng dịch vụ và bản thân tư vấn sản phẩm. Vậy đâu là hạng mục tư vấn sản phẩm trực tiếp PDI của khách hàng? Phương án A, hoạt động của bảng đồng hồ và các chức năng điều khiển bên trong. Phương án B, quy trình khởi động. Phương án C, khoang chứa đồ, lốp dự phòng và các dụng cụ sửa chữa. Phương án D, tất cả các hạng mục trên. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Đây chúng ta đang tuyển ba đáp án B, C và D. Vậy đáp án nào mới là đáp án chính xác? Đáp án chính xác là đáp án. Phương án B, ODC, Accord. Phương án C, chỉ Accord. Phương án D, chỉ ODC. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án.
À, đáp án của chúng ta sẽ là câu hỏi 37. Đèn báo sau đây có ý nghĩa gì? A. Đèn báo chế độ giữ phanh tự động brake hold đang hoạt động. B. Đèn báo hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời auto idling stop đang hoạt động. C. Đèn báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS đang hoạt động. Và D. Đèn báo hệ thống phanh tay điện tử đang hoạt động. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Đây là một câu hỏi phân hóa khá rõ ràng. Một nửa số thí sinh của chúng ta chọn A, nửa còn lại chọn B. Đâu mới là đáp án chính xác? Chắc này mới báo hành lắm. Vừa rồi là một tin rất là vui đúng không ạ? Là các anh chị thì cảm thấy phấn chấn hơn không ạ? Các thí sinh ơi, có cảm thấy phấn chấn hơn không ạ? Vậy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cá nhân cuối cùng, trắc nghiệm. Trước khi hướng dẫn phần thi này thì các anh chị xác nhận giúp tôi là trên bàn của tất cả các thí sinh đều đã có đầy đủ 4 bảng đáp án ạ. Có ai thiếu không ạ? Đã đủ hết rồi đúng không ạ? Vậy xin mời các thí sinh chúng ta cùng nhìn lên màn hình đến với phần hướng dẫn và thi trắc nghiệm. Phần thi trắc nghiệm của chúng ta sẽ bao gồm 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây suy nghĩ. Và số điểm tổng của phần thi trắc nghiệm của chúng ta sẽ là 45 điểm. Tức là 1,5 điểm. Điểm rưỡi trên một câu. Hạng mục đánh giá trong phần này sẽ là về sản phẩm, đối thủ, cái thị trường, quy trình bán hàng, lòng hiếu khách và các nội dung khác. Trong phần này, ban giám khảo chúng ta sẽ không chấm điểm, mà ban thư ký của ban tổ chức sẽ ghi nhận lại kết quả. Mỗi thí sinh trong một câu hỏi sẽ có 4 đáp án A, B, C và D. Mỗi thí sinh sẽ được phát một bộ bảng trả lời. Vừa rồi là chúng ta đã xác nhận là đầy đủ rồi. Mỗi câu hỏi thì chỉ được chọn một đáp án đúng nhất, một trong 4 phương án. Và sau khi MC đọc đề và hô khẩu hiệu giơ đáp án thì thí sinh mới giơ đáp án. Không được giơ trước. Và nếu thí sinh nào giơ đáp án muộn hơn so với tất cả mọi người còn lại cũng sẽ không được tính quyền trong câu hỏi đó. Ngoài ra thì sau khi đã rơi đáp án, chúng ta sẽ không được phép thay đổi. Về ban giám khảo, như tôi đã nói, giám khảo sẽ không chấm điểm phần thi này. Ban thư ký sẽ ghi nhận câu trả lời của thí sinh và ban thư ký sẽ so sánh câu trả lời của thí sinh với đáp án khi tính điểm. Trong khi MC đọc đề và trước khi thí sinh giơ đáp án, bất kỳ một cổ động viên hay bất kỳ một đại lý nào phát ra âm thanh tiếng động thì trong câu hỏi có thí sinh và đại lý đó sẽ không được tính điểm. Nhưng mà rồi tôi đã nhắc rồi ạ. Và để các thí sinh có một cái nhìn cụ thể hơn về phần thi này, chúng ta sẽ đến với một phần câu hỏi mẫu. Và lần này chúng ta sẽ thi mẫu, thi thử một câu hỏi nhé. Xin lưu ý là câu hỏi của chúng tôi có thể dài, nên vì vậy các anh chị cần chú ý lắng nghe. Chú ý lắng nghe, kèm theo chú ý nhìn lên trên hai màn hình. Đồng thời sẽ phải để ý vào những từ keyword và những từ màu xanh của câu hỏi. Anh chị rõ ràng chưa ạ? Vậy chúng ta cùng đến với câu hỏi demo phần thi trắc nghiệm.
Câu hỏi, lòng hiếu khách dành cho ai? A. Khách hàng. B. Đồng nghiệp. C. Chỉ cần cho khách hàng. Và D. Cả đáp án A và B. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Mười giây suy nghĩ. Giờ đáp án. Rồi. Như vừa rồi, ví dụ như của trường hợp anh Hội giờ đáp án chậm hơn là chúng ta sẽ không được tính điểm cho câu đó. Và đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D, lòng hiếu khách dành cho cả khách hàng và đồng nghiệp. Các anh chị đã rõ ràng về phần thi trắc nghiệm chưa ạ? Còn thắc mắc gì không ạ? Nếu không còn thắc mắc gì nữa, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi 1, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hoạt động của các hệ thống sau? Auto đo lốc, chế độ khóa cửa tự động, ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, Cruise Control, hệ thống điều khiển hành trình. A. Auto đo lốc sẽ hoạt động khi tốc độ xe đạt từ 15 km/h trở lên. B. Hệ thống ABS không hoạt động khi tốc độ xe dưới 10 km/h. C. Hệ thống Cruise Control chỉ hoạt động khi tốc độ xe từ 40 km trở lên. Và D. Tất cả đáp án trên đều đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết 10 giây, giờ đáp án. Ban thư ký đã ghi nhận được kết quả chưa ạ? Tôi có một lưu ý là chị Diệu ơi, mình dơ cao lên, dơ thật cao vào. Tại thư ký chúng ta ngồi phía sau. Anh Thọ ơi, mình dơ. Ok, và đây tiếp theo sẽ là đáp án. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án D. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Trên xe Honda Civic 1.5 VTEC Turbo, biểu tượng sau có ý nghĩa là gì? A. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km còn lại cho đến lần thay dầu động cơ tiếp theo. B. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km đã đi được tính từ thời điểm thay dầu động cơ gần nhất. C. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km còn lại cho đến lần thay dầu hộp số tiếp theo. Và D. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km đã đi được tính từ thời điểm thay dầu hộp số gần nhất. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ, giờ đáp án. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là, xin mời đáp án. Đáp án A. Câu hỏi tiếp theo. Ngoài ghế lái thì những vị trí ngồi an toàn hơn cho khách hàng ngồi trong xe khi có va chạm trực diện là những vị trí nào?
A, A, B, C và D. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Chúng ta sẽ tính trong câu 4, nhưng mà sẽ sử dụng trong câu 3, vẫn tính đáp án câu này. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6.
Điểm khác biệt của động cơ Vinetto so với động cơ Hynix thông thường là gì? A. Chỉ có thể điều khiển biến liên độ mở của các van nạp và van xả. B. Chỉ có thể điều khiển biến liên thời điểm mở của các van nạp và van xả. C. Có thể điều khiển biến liên độ mở và thời điểm mở của các van nạp và van xả. Và D. Không đáp án nào đúng. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Xin mời các bạn tôi vào. Các thư ký cần ghi nhận các bạn. Quan sát được chưa ạ? 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Rồi đáp án. Lần này không bật kết thôi không? Không một kiểu được. Phần lớn chúng ta ở đây đang lựa chọn của phần D. Không nghe là chớ. Vậy số công sẽ chiến thắng hay là những người còn lại? Và đáp án của ban tổ chức là... Câu hỏi tiếp theo. Lợi thế về hệ thống âm thanh của Honda Civic 1.5 V-Tech Turbo hiện tại so với Mazda 3 2.0 sedan là gì? A. Có hỗ trợ CD, DVD. B. Hệ thống âm thanh 8 loa. C. Hỗ trợ kết nối ESP. Và D. Cả 3 đáp án trên. 10 giây suy nghĩ các thí sinh. Bắt đầu. Rồi đáp án. Chủ yếu là B đúng không ạ? Có số chữ là cái C. Và
theo các anh chị là áp đặt giá hàng con xe lạ hỗ trợ kết nối quân vậy. Và đáp án của chương trình là câu hỏi thứ 10. Theo triết lý Honda, tôn trọng con người có nghĩa là gì? A. Chủ động, bình đẳng, lòng tin. B. Chủ động, sáng tạo, bình đẳng, tự chủ. C. Ba niềm vui và chủ động sáng tạo. Và D. Bình đẳng, lòng tin, ba niềm vui. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rơi đáp án ạ. Chủ yếu là A. TTDTC về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ. Giả sử khách hàng phải đóng thuế 10%, đâu sẽ là cách thuế đúng? A. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với 900 triệu. Thuế được tính trên giá bán lẻ mới. B. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với cả 1 tỷ 100 triệu. Thuế được tính trên giá bán lẻ cũ khi giá mới và giá cũ chưa chênh nhau 20%. C. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với 1 tỷ 100 triệu cộng với 900 triệu chia cho 2. Thuế được tính trên mức trung bình của giá cũ và giá mới. D. Không có cách nào đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hey.
C. Đáp án của chương trình sẽ là câu hỏi số 13. Đáp án nào dưới đây thể hiện sự quan tâm tới khách hàng bằng cảm nhận xa mặt nhưng không cách lòng? A. Định kỳ gọi điện hỏi thăm, chia sẻ thông tin cho khách hàng khi có sản phẩm mới. B. Luôn đến thăm hoặc gặp trực tiếp khách hàng. C. Định kỳ gửi hoa hoặc quà tặng khách hàng về đến sinh nhật. D. Đáp án A và C. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án 100% là đi. Và đáp án của chương trình sẽ là D. Câu hỏi số 14. PDI, kiểm tra trước khi giao xe, là tiêu chuẩn bắt buộc thuộc trách nhiệm của cả phòng dịch vụ và bản thân tư vấn sản phẩm. Vậy đâu là hạng mục tư vấn sản phẩm trực tiếp PDI của khách hàng? Phương án A, hoạt động của bảng đồng hồ và các chức năng điều khiển bên trong. Phương án B, quy trình khởi động. Phương án C, khoang chứa đồ, lốp dự phòng và các dụng cụ sửa chữa. Phương án D, tất cả các hạng mục trên. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Đây chúng ta đang tìm đáp án A là B, C và D. Vậy đáp án nào mới là đáp án chính xác? Đáp án chính xác là đáp án. Xe nào dưới đây có thể hiển thị số VIN trên màn hình cảm ứng âm thanh? Phương án A, Accord, Odyssey, Civic. Phương án B, Odyssey, Accord. Phương án C, chỉ Accord. Phương án D, chỉ Odyssey. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Chủ yếu là đáp án C đúng không ạ? Tồn tại một đáp án D. Bác thư ký chúng ta đã okay. Và đáp án của chương trình sẽ là C. Câu hỏi số 16. Trước khi vào câu hỏi số 16 thì các bạn có muốn thư giãn một chút không ạ? Thật luôn thôi ạ. Chơi cho luôn luôn nhé. Ăn máu quất luôn nhé. Luôn. Luôn nhé. Luôn. Luôn nhé. Câu hỏi số 16. Trang bị tính năng điều chỉnh cửa trượt trên xe Honda Odyssey giúp gia tăng lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng. Bằng việc thay đổi vị trí on, off của công tắc sẽ giúp khách hàng A. Có thể chủ động chọn chế độ tự động hoặc bằng cơ. B. Có thể sử dụng bằng cơ ở bên người lái, bằng điện bên phụ lái. C. Có thể sử dụng bằng điện ở bên người lái, bằng cơ bên phụ lái. Và D, tất cả các đáp án đều đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu.
Tôi đáp án. Một đáp án C và một đáp án D. Hai đáp án D còn lại đều là A. À, đáp án của chúng ta sẽ là câu hỏi 37. Đèn báo sau đây có ý nghĩa gì? A. Đèn báo chế độ giữ phanh tự động brake hold đang hoạt động. B. Đèn báo hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời auto idling stop đang hoạt động. C. Đèn báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS đang hoạt động. Và D. Đèn báo hệ thống phanh tay điện tử đang hoạt động. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Đây là một câu hỏi phân hóa khá rõ rệt. Một nửa số thí sinh của chúng ta chọn A, nửa còn lại chọn B. Đâu mới là đáp án chính xác? Chắc này mới báo hành là. Vừa rồi là một tin rất là vui đúng không ạ? Là các anh chị thì cảm thấy phấn chấn hơn không ạ? Các thí sinh ơi, có cảm thấy phấn chấn hơn không ạ? Vậy, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cá nhân cuối cùng, trắc nghiệm. Trước khi hướng dẫn phần thi này thì các anh chị xác nhận giúp tôi là trên bàn của tất cả các thí sinh đều đã có đầy đủ 4 bảng đáp án ạ. Có ai thiếu không ạ? Đã đủ hết rồi đúng không ạ? Vậy xin mời các thí sinh chúng ta cùng nhìn lên màn hình đến với phần hướng dẫn và thi trắc nghiệm. Phần thi trắc nghiệm của chúng ta sẽ bao gồm 30 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 10 giây suy nghĩ. Và số điểm tổng phần thi trắc nghiệm của chúng ta sẽ là 45 điểm. Tức là 1,5 điểm. Điểm rưỡi trên một câu. Hạng mục đánh giá trong phần này sẽ là về sản phẩm, đối thủ, cái thị trường, quy trình bán hàng, lòng hiếu khách và các nội dung khác. Trong phần này, ban giám khảo chúng ta sẽ không chấm điểm mà ban thư ký của ban tổ chức sẽ ghi nhận lại kết quả. Mỗi thí sinh trong một câu hỏi sẽ có 4 đáp án A, B, C và D. Mỗi thí sinh sẽ được phát một bộ bảng trả lời. Vừa rồi là chúng ta đã xác nhận là đầy đủ rồi. Mỗi câu hỏi thì chỉ được chọn một đáp án đúng nhất, một trong 4 phương án. Và sau khi MC đọc đề và hô khẩu hiệu giơ đáp án thì thí sinh mới giơ đáp án. Không được giơ trước. Và nếu thí sinh nào giơ đáp án muộn hơn so với tất cả mọi người còn lại cũng sẽ không được tính điểm trong câu hỏi đó. Ngoài ra thì sau khi đã rơi đáp án, chúng ta sẽ không được phép thay đổi. Về ban giám khảo, như tôi đã nói, giám khảo sẽ không chấm điểm phần thi này. Ban thư ký sẽ ghi nhận câu trả lời của các thí sinh và ban thư ký sẽ so sánh câu trả lời của thí sinh với đáp án tính điểm. Trong khi MC đọc đề và trước khi thí sinh giơ đáp án, bất kỳ một cổ động viên hay bất kỳ một đại lý nào phát ra âm thanh tiếng động thì trong câu hỏi đó thí sinh và đại lý đó sẽ không được tính điểm. Như vừa rồi tôi đã nhắc rồi. Và để các thí sinh có một cái nhìn cụ thể hơn về phần thi này, chúng ta sẽ đến với một phần câu hỏi mẫu. Và lần này chúng ta sẽ thi mẫu, thi thử một câu hỏi nhé. Xin lưu ý là câu hỏi của chúng tôi có thể dài, nên vì vậy các anh chị cần chú ý lắng nghe
chú ý lắng nghe, kèm theo chú ý nhìn lên trên hai màn hình. Đồng thời sẽ phải để ý vào những từ keyword và những từ màu xanh của câu hỏi. Anh chị rõ ràng chưa ạ? Vậy chúng ta cùng đến với câu hỏi demo phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi: lòng hiếu khách dành cho ai? A. Khách hàng. B. Đồng nghiệp. C. Chỉ cần cho khách hàng. Và D. Cả đáp án A và B. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Mười giây suy nghĩ. Giờ đáp án. Rồi. Như vừa rồi, ví dụ như của trường hợp anh Hội giờ đáp án chậm hơn là chúng ta sẽ không được tính điểm cho câu đó. Và đáp án của câu hỏi này chính là đáp án D, lòng hiếu khách dành cho cả khách hàng và đồng nghiệp. Các anh chị đã rõ ràng về phần thi trắc nghiệm chưa ạ? Còn thắc mắc gì không ạ? Nếu không còn thắc mắc gì nữa, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên phần thi trắc nghiệm. Câu hỏi 1: phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hoạt động của các hệ thống sau? Auto đo lốc, chế độ khóa cửa tự động, ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, Cruise Control, hệ thống điều khiển hành trình. A. Auto door lock sẽ hoạt động khi tốc độ xe đạt từ 15 km/h trở lên. B. Hệ thống ABS không hoạt động khi tốc độ xe dưới 10 km/h. C. Hệ thống Cruise Control chỉ hoạt động khi tốc độ xe từ 40 km trở lên. Và D. Tất cả đáp án trên đều đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết 10 giây, giờ đáp án. Ban thư ký đã ghi nhận được kết quả chưa ạ? Tôi có một lưu ý là chị Diệu ơi, mình dơ cao lên, dơ thật cao vào. Tại thư ký chúng ta ngồi phía sau. Anh Thọ ơi, mình dơ. Ok, và đây tiếp theo sẽ là đáp án. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án D. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Trên xe Honda Civic 1.5 VTEC Turbo, biểu tượng sau có ý nghĩa là gì? A. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km còn lại cho đến lần thay dầu động cơ tiếp theo. B. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km đã đi được tính từ thời điểm thay dầu động cơ gần nhất. C. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km còn lại cho đến lần thay dầu hộp số tiếp theo. Và D. Tuổi thọ dầu động cơ, nhắc nhở số km đã đi được tính từ thời điểm thay dầu hộp số gần nhất. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ, giờ đáp án. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là, xin mời đáp án.
Đáp án A. Câu hỏi tiếp theo. Ngoài ghế lái thì những vị trí ngồi an toàn hơn cho khách hàng ngồi trong xe khi có va chạm trực diện là những vị trí nào? A, B, C và D. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Của ban tổ chức nào? A.
thì các câu hỏi như thế nào khó hơn. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Điểm khác biệt của động cơ Vinex Turbo so với động cơ Hybrid thông thường là gì? A. Chỉ có thể điều khiển đến liên độ mở của các van nạp và van xả. B. Chỉ có thể điều khiển đến liên thời điểm mở của các van nạp và van xả. C. Có thể điều khiển đến liên độ mở và thời điểm mở của các van nạp và van xả. Và D. Không đáp án nào đúng. 10 giây bắt đầu. Xin mời các bạn đưa vào. Chủ yếu là B đúng không ạ? Có số tiền là C.
Và đáp án của chương trình là B. Câu hỏi thứ 10. Theo triết lý Honda, tôn trọng con người có nghĩa là gì? A. Chủ động, bình đẳng, lòng tin. B. Chủ động, sáng tạo, bình đẳng, tự chủ. C. Ba niềm vui và chủ động sáng tạo. Và D. Bình đẳng, lòng tin, ba niềm vui. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rơi đáp án ạ. Chủ yếu là A. Điều chỉnh giá mới cho xe Honda ABC còn 900 triệu, mức giảm 18,2%. Theo điều 5, thông tư số 304/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ. Giả sử khách hàng phải đóng thuế 10%, đâu sẽ là cách thuế đúng? A. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với 900 triệu, thuế được tính trên giá bán lẻ mới. B. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với cả 1 tỷ 100 triệu, thuế được tính trên giá bán lẻ cũ khi giá mới và giá cũ chưa chênh nhau 20%. C. Tiền thuế trước bạ bằng 10% nhân với 1 tỷ 100 triệu cộng với 900 triệu chia cho 2, thuế được tính trên mức trung bình của giá cũ và giá mới. D. Không có cách nào đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Đáp án B.
tiên. Đáp án của chương trình sẽ là câu hỏi số 13. Đáp án nào dưới đây thể hiện sự quan tâm tới khách hàng bằng cảm nhận xa mặt nhưng không cách lòng? A. Định kỳ gọi điện hỏi thăm, chia sẻ thông tin cho khách hàng khi có sản phẩm mới. B. Luôn đến thăm hoặc gặp trực tiếp khách hàng. C. Định kỳ gửi hoa hoặc quà tặng khách hàng về đến sinh nhật. D. Đáp án A và C. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án 100% là D. Một đáp án là A. Và đáp án của chương trình sẽ là D. Câu hỏi số 14. PDI kiểm tra trước khi giao xe là tiêu chuẩn bắt buộc thuộc trách nhiệm của cả phòng dịch vụ và bản thân tư vấn sản phẩm. Vậy đâu là hạng mục tư vấn sản phẩm trực tiếp PDI của khách hàng? Phương án A, hoạt động của bảng đồng hồ và các chức năng điều khiển bên trong. Phương án B, quy trình khởi động. Phương án C, khoang chứa đồ, lốp dự phòng và các dụng cụ sửa chữa. Phương án D, tất cả các hạng mục trên. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Đây chúng ta đang tìm đáp án là B, C và D. Vậy đáp án nào mới là đáp án chính xác? Đáp án chính xác là đáp án. Xe nào dưới đây có thể hiển thị số VIN trên màn hình cổng âm thanh? Phương án A, Accord, Odyssey, Civic. Phương án B, Odyssey, Accord. Phương án C, chỉ Accord. Phương án D, chỉ Odyssey. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Chủ yếu là đáp án C đúng không ạ? Tồn tại một đáp án D. Bác thư ký chúng ta đã okay. Và đáp án của chương trình sẽ là C. Khi vào câu hỏi số 16 thì các bạn có muốn thư giãn một chút không ạ? Bắt luôn thôi ạ. Câu hỏi số 16. Trang bị tính năng điều chỉnh cửa trượt trên xe Honda Odyssey giúp gia tăng lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng khác nhau của khách hàng. Bằng việc thay đổi vị trí on off của công tắc sẽ giúp khách hàng A. Có thể chủ động chọn chế độ tự động hoặc bằng cơ. B. Có thể sử dụng bằng cơ ở bên người lái, bằng điện bên phụ lái. C. Có thể sử dụng bằng điện ở bên người lái, bằng cơ bên phụ lái. Và D, tất cả các đáp án đều đúng. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu.
À, đáp án của chúng ta sẽ là câu hỏi 27. Đèn báo sau đây có ý nghĩa gì? A. Đèn báo chế độ giữ phanh tự động Brake Hold đang hoạt động. B. Đèn báo hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời Auto Idling Stop đang hoạt động. C. Đèn báo hệ thống chống bó cứng phanh ABS đang hoạt động. Và D. Đèn báo hệ thống phanh tay điện tử đang hoạt động. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Rồi đáp án. Đây là một câu hỏi phân hóa khá rõ rệt. Một nửa số thí sinh của chúng ta chọn A, nửa còn lại chọn B. Đâu mới là đáp án chính xác? Cái này mới báo hạch lắm.